Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 37. Mọi người im lặng. Nam Vân Thiên nói tiếp, thứ hai, các người cảm thấy người này như thế nào? Ông lão trầm giọng đáp, thiên phú ngút trời. Nam Vân Thiên lại hỏi, còn gì nữa không? Ông lão nhìn về phía Nam Vân Thiên, tỏ vẻ khó hiểu. Nam Vân Thiên nhẹ giọng nói, thứ nhất, người này có thể chiến đấu với mệnh vận đại đế khi còn đang ở cảnh giới đạo tiên, đương nhiên thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ, nhưng nếu chỉ là thiên phủ, hắn có thể đạt tới cấp bậc như thế trong độ tuổi này không? Còn chưa nói tới, người này có thần vật như đạo ấn là thứ tượng trưng cho thân phận của đạo chủ thần đạo, nhưng lúc này, nó lại ở trên người hắn. Trong mắt ông lão chợt lộ vẻ lạnh lùng, hắn và chủ nhân bút đại đạo. Ngu xuẩn! Nam Vân Thiên chợt hét to, ông ta nhìn mấy mệnh vận đại đế xung quanh, thấy mọi người đều tỏ vẻ lạnh lùng sau khi nghe đến cái tên chủ nhân bút đại đạo thì lập tức giận dữ nói, tạm thời không nói đến hắn và chủ nhân bút đại đạo có quan hệ gì hay không, dù hắn và chủ nhân bút đại đạo có quan hệ thì sao chứ? Đi giết hắn, hay là giết chủ nhân bút đại đạo? Mọi người im lặng. Nam Vân Thiên khẽ thở dài. Vào thời điểm Thượng Kiếm Tông chúng ta mạnh nhất cũng không thể thắng được chủ nhân bút đại đạo, càng không nói đến là hiện tại. Nét mặt mọi người u ám. Trận chiến năm đó, Thượng Kiếm Tông cho rằng có thể đấu với chủ nhân bút đại đạo, vì thế mới thẳng thừng ra tay, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Nam Vân Thiên nói tiếp, dù hắn là người của chủ nhân bút đại đạo thì chúng ta cũng không thể có ý đồ gì khác được, vì chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của chủ nhân bút đại đạo. Hơn nữa, hắn cũng không phải người của chủ nhân bút đại đạo, vì trên người hắn không có khí vận thần đạo bao quanh. Nhưng tuy hắn không phải người của chủ nhân bút đại đạo mà lại có một thần vật như đạo ấn, chuyện này đáng để khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Một người đàn ông trung niên bên cạnh chợt nói, thân phận của người này thật sự không đơn giản, hai người đi cùng hắn rất nguy hiểm, hơn nữa, nhóc con màu trắng kia còn là một linh tổ. Linh tổ! Nghe thấy thế, mọi người tỏ vẻ kích động. Dù là ở thời đại nào, sinh vật này cũng rất hiếm có. Nam Vân Thiên gật đầu, ông ta nhìn mọi người với nét mặt hơi phức tạp, thời đại khác nhau. Thượng Kiếm Tông ta có thể kiêu ngạo, có thể khí phách, nhưng càng phải có đầu óc. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, lúc này các ngươi đang rất tự tin, cho rằng hiện tại bản thân đã phá được phong ấn, nếu không có chủ nhân bút đại đạo thì sẽ là vô địch thiên hạ, có phải thế không? Mọi người im lặng. Bọn họ thật sự có tâm lý này. Trong thời đại văn minh thần đạo, bọn họ là nhóm cường giả cao cấp mạnh nhất, hiện tại gỡ bỏ phong ấn, chủ nhân bút đại đạo cũng không còn, bọn họ còn kẻ thù nào nữa. Thấy nét mặt của mọi người, Nam Vân Thiên cười nhạt, năm đó vì sao Thượng Kiếm Tông ta lại gặp phải tai họa như thế? Chính là vì tự tin đến mức chúng ta không tự biết thân biết phận. Mà hôm nay, mấy chục triệu năm sau, nếu chúng ta tiếp tục tự tin, thì chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Dứt lời, ông ta xoay người nhìn về phía sâu trong tinh không, nói một câu sâu xa, giang sơn đời đời đều có nhân tài xuất hiện, đừng coi thường người của thời đại này, việc chúng ta phải làm bây giờ là khiêm tốn phát triển, im lặng theo dõi tình hình, kết bạn nhiều hơn, tính toán cho tương lai. Người đàn ông trung niên bên cạnh gật đầu, tông chủ nói rất đúng, tông chủ xem trọng thiếu niên này sao? Nam Vân Thiên cười nói, người này trẻ tuổi như thế đã có chiến lực đáng sợ đến mức này, thân thế chắc chắn không tầm thường, điều hiếm có hơn nữa là thiên phú của hắn vô cùng yêu nghiệt, hơn nữa còn rất quyết đoán, dám lấy đạo ấn kia ra cược. Người như thế chắc chắn không phải một người bình thường, có thể kết bạn với hắn thật sự là một chuyện may mắn với Thượng Kiếm Tông của chúng ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, tông chủ cũng đang cược ư. Nam Vân Thiên gật đầu, Thượng Kiếm Tông ta vừa mới thoát ra. Căn cơ không ổn định, muốn phát triển thì phải có đồng minh. Thân phận của thiếu niên này không đơn giản, quan trọng nhất là tính cách cậu ta cũng rất vừa ý ta, cho nên ta sẵn lòng kết bạn với cậu ấy. Mà Vĩnh Sinh Đại Đế trước kia. Nói đến đây, trong mắt ông ta lộ vẻ lạnh lùng, người này kiêu căng ngạo mạn, như đang bố thí cho chúng ta vậy. Người như thế dù Thượng Kiếm Tông ta không bao giờ xuất thế cũng sẽ không cống hiến sức lực cho ông ta. Những người còn lại cũng lần lượt gật đầu. Mà lúc này, so sánh Diệp Quân với Vĩnh Sinh Đại Đế kia, thiện cảm của bọn họ với Diệp Quân thoáng chốc tăng vọt. Người ta thật sự tôn trọng Thượng Kiếm Tông. Ta cứu ngươi, không cần được báo đáp. Đúng là quá hào phóng.
Lúc này, Nam Vân Thiên lại nói, bắt đầu từ bây giờ, đệ tử tông môn không được rời khỏi đây, mọi người phải quản lý bọn họ, bảo bọn họ đừng đi ra ngoài gây chuyện. Hiện tại chúng ta vừa thoát khỏi phong ấn, không hiểu gì về thời đại hiện tại, chỉ cần sơ suất sẽ có thể gây ra họa lớn. Vì thế, nhất định phải ràng buộc bọn họ, khiêm tốn một chút cho ta, khiêm tốn một chút. Mọi người đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đã chịu thiệt thòi một lần, bây giờ ra ngoài còn không thông minh hơn thì chết khoét đi cho rồi. Sau khi rời khỏi Thượng Kiếm Tông, mấy người nhóm Diệp Quân đi về phía Bắc, trên đường đi, Mộ Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quân, cười nói, có khí phách đấy. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, chủ yếu là nhờ có dì Mộ và nhị nha cô nương ở đây, nếu không con cũng không dám cược. Đánh cược. Rất nhiều lúc, muốn đánh cược thì trước hết người phải có lá bài tẩy. Nếu không có thực lực, hôm nay e rằng sẽ có một kết cục khác rồi. Nghe thấy lời của Diệp Quân, trong mắt Mộ Niệm Niệm nhất thời lộ vẻ tán thưởng, tiểu tử này luôn hiểu rõ bản thân, điều này thật sự rất hiếm thấy. So với kiếm chủ nhân gian, tiểu tử trước mắt này không thua kém gì, điểm khác biệt là sự thông minh của tiểu tử này được giấu kín ở bên trong. Còn kiếm chủ nhân gian thì thể hiện ra bên ngoài. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thượng Kiếm Tông, khẽ cười nói, dù thế nào thì lần này cũng có thu hoạch không tệ. Mộ Niệm Niệm gật đầu, thực lực của Thượng Kiếm Tông này cũng tạm được, đặc biệt là tông chủ kia, thực lực chân chính của ông ta không thua kém gì chiến đế của nền văn minh vĩnh sinh trước đó cả. Đương nhiên bản thân chúng ta mạnh mới là quan trọng nhất, nếu không, bất cứ sự hợp tác nào cũng là giả dối. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Đương nhiên hắn hiểu, sở dĩ đối phương lấy lòng như thế, chắc chắn không chỉ vì hắn có thực lực và thiên phú. Cái người ta xem trọng chắc hẳn cũng có cả bối cảnh phía sau hắn. Là người đứng đầu một tông môn, cách nhìn nhận sự việc chắc chắn sẽ suy xét đến nhiều phương diện. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên dừng lại, sau đó bà ấy nói, thử xem truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông kia đi. Diệp Quân gật đầu, con đang có ý định đó đây. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng trên không trung, mở lòng bàn tay ra, quyển trục xuất hiện trong tay hắn, hắn vừa mở quyển trục, một tia kiếm quang đã bay vào giữa chân mày hắn. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào đầu Diệp Quân. Rất toàn diện. Trong truyền thừa kiếm đạo này có lý niệm kiếm đạo và kinh nghiệm tu đạo của tổ tiên kiếm tu của Thượng Kiếm Tông qua các thời đại. Ngoài ra còn có vô số truyền thừa kiếm kỹ. Đều rất mạnh. Diệp Quân như hạn hán gặp mưa rào, rất hưng phấn. Kinh nghiệm của những người đi trước này thật sự rất quan trọng với hắn. Vì cái hắn thiếu nhất hiện tại chính là nền tảng. Hiểu biết của hắn với kiếm đạo hiện tại quá ít, mà truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông trước mắt vừa khéo có thể bù đắp thiếu sót này giúp hắn. Dần dần, Diệp Quân từ hưng phấn trở thành khiếp sợ, vì hắn phát hiện. Văn minh kiếm đạo vào thời nền văn minh thần đạo rất mạnh, đặc biệt là có một vài kiếm đạo đặc biệt khiến hắn khiếp sợ không thôi. Nền văn minh kiếm đạo thời đại đó rất rạng rỡ, trăm hoa đua nở. Thông qua những kiếm đạo này, hắn cũng như được đi tới thời đại có nền văn minh thần đạo sáng chói kia. Thời đại đó, chủ nhân bút đại đạo là người mạnh nhất, nhưng những kiếm tu kia cũng là những tồn tại rất nổi bật vào thời đại nền văn minh thần đạo đó. Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh nhìn Diệp Quân trước mắt, thấy vẻ mặt hưng phấn của hắn, bà ấy biết e rằng thực lực của tên nhóc này lại sắp nâng lên rồi. Diệp Quân là người có thiên phú yêu nghiệt nhất mà bầy ấy từng thấy, thật sự là một chàng trai kế thừa hoàn mỹ thiên phú của cha mẹ. Chỉ có một điều khá đáng tiếc là hắn nhận tổ quy tông quá sớm, nếu có thể rèn luyện thêm bên ngoài, nâng cao ý chí thì sẽ tốt hơn. Vì tiết tấu cuộc sống của Diệp Quân bây giờ thật sự quá nhanh. Ngày ngày đều đối mặt với cao thủ mạnh hơn mình. Tiết tấu như thế có lợi cũng có hại, chỗ hại ở đây là Diệp Quân không thể dừng lại, phải tu luyện một cách điên cuồng để nâng cao thực lực của mình, dễ dàng nóng vội. Nhị Nha ở bên cạnh liếm kẹo hồ lô, cô bé nhìn Diệp Quân, sau đó nói, Niệm Niệm cô nương, Tiểu Bạch nói bên phải có bảo bối. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Tiểu Bạch cười một tiếng, chỉ tay sang bên phải, vô cùng hưng phấn. Mộ Niệm Niệm cười nói, đợi cháu trai của các ngươi một lát rồi hẳn đi, được chứ? Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, gật đầu. Cứ thế khoảng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Quân ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn có hai tia kiếm quang lôi kiếp lóe lên.
Diệp Quân chậm rãi đứng dậy, hắn vung tay áo, kiếm ý nhàn nhạt tản ra từ trong tay áo của hắn, thời không phía xa lập tức phập phồng như gợn sóng. Mộ Niệm Niệm quan sát Diệp Quân một lúc rồi cười hỏi, thế nào? Diệp Quân nghiêm túc nói, thu hoạch rất lớn. Dù hắn không đột phá, nhưng trong đầu hắn lúc này lại có vô số lý niệm kiếm đạo, hắn có thể tham khảo nó, đương nhiên hắn sẽ không đi theo con đường kiếm đạo của người khác, việc hắn phải làm là tiếp thu kinh nghiệm của người khác, hoàn thiện chỗ thiếu sót trong kiếm đạo của mình. Phá phàm. Bây giờ hắn là phá phàm, muốn tiến thêm một bậc là khó hơn lên trời, đương nhiên hắn cũng không nôn nóng, phải bước từng bước một. Như hiểu suy nghĩ của Diệp Quân, Mộ Niệm Niệm cười nói, biết sau phá phàm là gì không? Diệp Quân vội vàng hỏi, là gì thế ạ? Mộ Niệm Niệm cười nói, tạm thời không nói với con, sau này con sẽ biết thôi. Diệp Quân lắc đầu cười khổ. Mộ Niệm Niệm nhắc nhở, nhớ kỹ, con đã có kiếm đạo, có con đường của riêng mình, vì thế con có thể học tập, tham khảo con đường của người khác, nhưng không thể đi theo. Càng phải cẩn thận lý niệm kiếm đạo của người khác sẽ tấn công con, khiến tín ngưỡng kiếm đạo của con sụp đổ, đương nhiên ý chí con kiên định, nghị lực vượt xa người thường, chuyện như thế sẽ không xảy ra, có điều cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Diệp Quân gật đầu, con biết rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, chúng ta đi đến Đạo Tông thôi. Đạo Tông? Diệp Quân nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Đạo Tông này là... Mộ Niệm Niệm nói, thời đại nền văn minh thần đạo có hai tông môn siêu cấp, một là Thượng Kiếm Tông, hai là Đạo Tông. Lúc đầu Đạo Tông rất ủng hộ chủ nhân Bút Đại Đạo, nhưng sau đó bọn họ cũng phản bội, vì thế bọn họ cũng bị trấn áp giống như Thượng Kiếm Tông. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, năm đó mọi người đều ghét chủ nhân Bút Đại Đạo à. Mộ Niệm Niệm gật đầu, bình thường mà, con nghĩ xem, lúc đó bọn họ vừa đánh bại nền văn minh Vĩnh Sinh. Chính là thời điểm phân chia thành quả. Mà lúc này, chủ nhân Bút Đại Đạo đột nhiên đến xây dựng lại trật tự, khiến tất cả mọi người đều đeo vào một cái gông xiềng. Lúc đó có thể nói, đối với cao thủ của nền văn minh thần đạo, hành động của ông ta còn quá đáng hơn cả nền văn minh Vĩnh Sinh. Quan trọng nhất là tuổi thọ của bọn họ vốn gần như không có giới hạn. Nhưng chủ nhân Bút Đại Đạo lại vung bút, quy định bọn họ chỉ có thể sống bao lâu. Nói đến đây, bà ấy lắc đầu cười khẽ, nếu ở thời đại như thế, ai cũng sẽ phản kháng thôi. Diệp Quân gật đầu, chủ nhân Bút Đại Đạo năm đó chắc chắn là bị tất cả mọi người xa lánh. Mộ Niệm Niệm lại nói, thật ra nếu không vì chân thần đột nhiên xuất hiện, có lẽ chủ nhân Bút Đại Đạo này thật sự có khả năng thành công. Vì có thể nhìn ra, dù cao thủ thời đại đó liên thủ cũng không thể làm gì được ông ta. Chân thần, đại tỷ của Từ Kính. Diệp Quân nhất thời thấy tò mò, rốt cuộc đây là một người phụ nữ thế nào? Hắn không rõ tính cách bà ta thế nào, nhưng hắn biết người phụ nữ này khá tục, lúc trước hắn có được rất nhiều cổ tịch của chân thần, trong đó có không ít cổ tịch do chân thần viết, nội dung thật sự quá tục. Đương nhiên viết cũng khá hay, hắn xem không ít. Mộ Niệm Niệm chợt nói, đi thôi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngăn cản ba người. Nó chỉ móng vuốt về phía bắc, liên tục cua múa. Diệp Quân chớp mắt, có bảo bối à? Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Diệp Quân nhất thời hơi tò mò, bảo vật có thể khiến Tiểu Bạch này coi trọng, ít nhất cũng phải vô cấp bậc trở lên. Mộ Niệm Niệm cười nói, vậy đi tới bên phải trước. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, sau đó biến thành một tia sáng trắng biến mất ở bên phải. Ba người nhóm Diệp Quân vội đi theo. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch đã dẫn ba người nhóm Diệp Quân đi tới sâu trong một dãy núi, lúc này, nó đột nhiên lao xuống dưới. Ba người nhóm Diệp Quân vẫn đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch đi tới trước một hẻm núi lớn, Diệp Quân nhìn xuống hẻm núi kia, không có gì cả. Tiểu Bạch đột nhiên ngoác móng vuốt. Oanh! Trong nháy mắt, sâu trong hẻm núi có một khí thế đáng sợ phóng lên cao, sau đó, đất nứt ra, một cung điện chậm rãi nâng lên từ dưới mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt. Còn Tiểu Bạch thì vô cùng hưng phấn. Chẳng mấy chốc, cung điện đã xuất hiện một cách nguyên vẹn. Cung điện rất lớn, rộng mấy dặm, xung quanh cung điện có hơn 10.000 trụ đá chọc trời chống đỡ, vô cùng nguy nga. Trên những trụ đá này có vẽ những yêu thú dữ tợn, rất nhiều yêu thú Diệp Quân chưa từng thấy bao giờ. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không biết,
ta không rõ về nền văn minh thần đạo này cho lắm. Diệp Quân nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch lại ngoác móng vuốt. Cung điện kia đột nhiên rung động, bên trong bộc phát ra tiếng nổ vang, như có thứ gì đó muốn chạy ra. Lúc này, trụ đá xung quanh cung điện đột nhiên rung lên, sau đó, mấy con yêu thú kia như sống lại, đồng loạt gầm thét, uy áp yêu thú đáng sợ lao về phía cung điện kia. Trong cung điện lập tức vang lên tiếng va chạm. Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt, dường như những yêu thú này đang trấn áp cái gì đó. Lúc này, Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha bên cạnh, nó đẩy Nhị Nha một cái, Nhị Nha nhả kẹo hồ lô trong miệng ra, bước về phía trước một bước, sau đó hét to, cút. Oanh! Âm thanh như sấm chớp nổ vang, khiến Diệp Quân cảm thấy màng nhĩ đau đớn. Bên dưới, khi yêu thú trên cột đá xung quanh đại điện nghe thấy tiếng gào thét, chúng đều lộ vẻ sợ hãi, đồng loạt run rẩy, sợ sệt khôn cùng. Nhị Nha tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Diệp Quân nhìn thoáng qua Nhị Nha, trong lòng vô cùng khiếp sợ, lực sát thương của Nhị Nha này với yêu thú rất mạnh. Trấn áp huyết mạch. Thông thường, yêu thú cấp cao luôn có khả năng áp chế yêu thú cấp thấp. Mà sau khi những con yêu thú này im lặng trở lại, một tia sáng đen đột nhiên bắn ra từ trong đại điện. Diệp Quân nhìn về phía tia sáng đen kia, khi tia sáng tản đi, một viên ngọc màu đen lớn bằng nắm đấm xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Bạch bay đến chỗ viên ngọc, nó nâng móng vuốt lên sờ thử, sau đó cười tươi cất đi. Diệp Quân nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, một kế hoạch đột nhiên xuất hiện trong lòng. Ha ha! Lúc này, sâu trong đại điện kia có một tiếng cười vang lên. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, vội vàng nhìn về phía chỗ sâu trong đại điện, lúc này, ở nơi đó có một khí thế cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ đột nhiên dâng trào. Sau đó, một tiếng cười lớn lại vang lên trong đại điện, 3.000 vạn năm. Lão tử vất vả suốt 3.000 vạn năm, cuối cùng đã đến đại đế rồi. Bây giờ có lẽ tên mặt dày kiếm chủ nhân gian kia đã chết rồi nhỉ, ha ha. Nghe đối phương nói như vậy, Diệp Quân sửng sốt. Có quen cha à? Cường giả đến từ thời đại của cha ư? Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, trong mắt bà ấy cũng có vẻ nghi hoặc, nhưng bà lại cảm thấy giọng nói này khá quen. Lúc này, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra từ trong đại điện, ông ta mặc áo bào màu đen rộng dài, tóc dài xõa ngang vai, trên mặt mang theo nụ cười tùy tiện. Khi nhìn thấy người đi ra, Mộ Niệm Niệm sửng sốt là ông. Nghe thấy lời Mộ Niệm Niệm nói, người đàn ông trung niên phía dưới nhìn lên, khi thấy bà ấy, ông ta cũng ngẩn người, là bà. Nhìn thấy hai người như vậy, Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm hỏi, dì Mộ, ông ấy là ai thế? Mộ Niệm Niệm cười đáp, tội vương. Nói rồi bà ấy nhìn người đàn ông trung niên kia rồi cười, tội vương, không ngờ ông lại ở đây. Tội vương. Người trước mắt chính là tội vương đi theo kiếm chủ nhân gian ở vũ trụ quan huyên hồi đó. Tuy nhiên, khi cuộc đại chiến nổ ra, tội vương đã chuồn mất. Không ai biết ông ta đã đi đâu. Mộ Niệm Niệm không ngờ lại gặp được người này ở đây, hơn nữa nghe ý ông ta thì ông ta đã ở đây 3.000 vạn năm rồi. Khó tin. Đúng là rất tùy tiện. Ông ta phải tên là Tùy Vương mới đúng. Nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, tội vương vội hỏi, Niệm cô nương, kiếm chủ nhân gian có còn không? Mộ Niệm Niệm cười đáp, không còn nữa rồi. Nghe vậy, trong mắt tội vương thoáng qua vẻ bất ngờ, cuối cùng hắn vẫn không đánh lại chân vũ trụ. Mộ Niệm Niệm lại nói, hắn đã phá thần thành công rồi. Tội vương bỗng ngẩng đầu nhìn Mộ Niệm Niệm, nói với vẻ không thể tin được, phá thần thành công rồi ư. Mộ Niệm Niệm gật đầu, cười trả lời, đúng thế. Tội vương cười khổ, không ngờ hắn lại thật sự đi được đến bước đó, đúng là lợi hại. Mộ Niệm Niệm hỏi, bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn ở đây à? Tội vương gật đầu, năm đó trong trận chiến giữa chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên ở thế yếu, ông ta thấy tình hình không ổn nên đã bỏ chạy. Sau khi chạy trốn thì tình cờ phát hiện ra nơi này, có được một phần truyền thừa ở đây nên quyết định khổ luyện tại đây luôn. Bao nhiêu năm nay, ông ta không dám ra ngoài. Bởi vì ban đầu ông ta phản bội chân vũ trụ. Sau đó lại phản bội vũ trụ quan huyên, bây giờ mà ra ông ta sợ mình chết oan chết uổng, vì thế ông ta ở đây khổ luyện, cho đến ngày thành đại đế. Kiếm chủ nhân gian sẽ không hận ông ta chứ? Tội vương rất lo lắng.
Mộ Niệm Niệm ở trên trời cười khẽ, tội vương, chúc mừng ông đã trở thành đại đế. Tội vương đang định nói gì đó thì như nhớ đến điều gì, ông ta bỗng quay đầu nhìn sang Diệp Quân, khi thấy hắn, ông ta sững sờ tại chỗ, vị này là. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ông đoán xem. Tội vương bỗng nhiên quỳ phịch xuống đất, thuộc hạ tội vương bái kiến thiếu chủ. Diệp Quân ngẩn ra. Tội vương lại nói tiếp, thiếu chủ, thuộc hạ có tội. Thuộc hạ có tội. Diệp Quân nhìn tội vương, không nói gì. Thấy Diệp Quân không nói gì, lòng tội vương trầm xuống, trông vị thiếu chủ này cũng không dễ lừa, vì thế ông ta thẳng thắn thú nhận, thiếu chủ, năm xưa thuộc hạ tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, mong thiếu chủ chỉ tội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân nhìn tội vương hỏi, ông là thần linh của chân vũ trụ. Tội vương gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, bà ấy cười bảo con quyết định đi. Diệp Quân cười, ông đi đi. Tội vương sững sờ. Diệp Quân nhìn tội vương, ai cũng sợ chết cả, ông sợ chết cũng là điều bình thường. Vẻ mặt tội vương phức tạp. Đúng là ông ta sợ chết. Bây giờ ông ta chỉ muốn sống tạm bợ, còn sống quan trọng hơn bất cứ điều gì. Diệp Quân lại hỏi, tội vương, đây là nơi nào? Tội vương vội đáp, đây là một tông môn của thời đại văn minh thần đạo, tên là Dị Thú Tông, chuyên nuôi yêu thú. Ta cũng được truyền thừa làm trưởng lão của nơi này, khổ luyện ở đây trở thành đại đế. Dị Thú Tông. Diệp Quân khẽ gật đầu, mà lúc này tội vương lại nói, thiếu chủ, cậu nhìn thấy những cột đá kia không? Diệp Quân nhìn về phía có hàng vạn cột đá, trên mỗi cột đá đều vẽ rất nhiều yêu thú, vẻ mặt con yêu thú nào cũng hung tợn dữ dằn, như muốn lao ra cắn người khác. Tội vương tiếp tục nói, thiếu chủ, yêu thú trên những cột đá đó đều bị phong ấn, chỉ cần có thú châu là có thể khống chế được chúng, lệnh chúng làm việc cho mình. Thú châu. Diệp Quân nhìn tiểu bạch chớp mắt sau đó xòe móng vuốt ra, thú châu xuất hiện trong móng vuốt của nó. Diệp Quân cười hỏi, có thể cho ta mượn dùng thử không? Tiểu bạch gật đầu, thổi nhẹ, viên thú châu bay tới trước mặt Diệp Quân. Hắn xòe tay để viên thú châu ấy rơi vào lòng bàn tay mình, hắn quan sát một hồi rồi nhìn tiểu bạch, có thể để nó đi theo ta không? Tiểu bạch chớp mắt, không xòe móng vuốt. Diệp Quân lấy một sâu kẹo hồ lô đưa ra trước mặt tiểu bạch, nó do dự rồi giơ hai móng vuốt lên. Diệp Quân nhanh chóng lại lấy thêm một sâu kẹo hồ lô nữa đưa cho nó. Tiểu bạch cười tâu toét, vội vàng cất kẹo hồ lô, vỗ móng vuốt lên thú châu. Thú châu hơi rung lên. Sau đó hóa thành một luồng sáng đen bay vào đầu mày của Diệp Quân. Ngay lập tức, một luồng khí mạnh mẽ bùng phát ra từ cơ thể Diệp Quân, ngay sau đó hắn cảm nhận được vô số yêu thú đang bị phong ấn, mà viên thú châu này chính là cầu nối có thể điều khiển tất cả yêu thú này. Nhưng vào lúc này, những con yêu thú đó đều đang bị một sức mạnh bí ẩn áp chế. Diệp Quân mở mắt ra, hiện. Dứt lời, đạo ấn đột nhiên bay ra từ cơ thể hắn. Cách đó không xa, đạo ấn kịch liệt chấn động, một sức mạnh bí ẩn phóng lên trời. Trên bầu trời, một phù ấn đại đạo lặng lẽ xuất hiện, mà khi đạo ấn va vào phù ấn đó, phù ấn rung chuyển dữ dội sau đó vỡ vụn. Bùm! Phù ấn đại đạo vừa vỡ ra, những cột đá bên dưới kịch liệt chấn động, ngay sau đó từng uy áp đáng sợ của yêu thú ập ra, dần dần cột đá bắt đầu vỡ vụn, sau đó từng con yêu thú phóng lên trời. Vạn yêu xuất hiện. Từng luồng uy áp yêu thú đáng sợ nghiền nát những ngọn núi xung quanh. Diệp Quân nhìn nơi cách đó không xa, trong 7 yêu thú có tới 3 con yêu thú cấp mệnh vận đại đế, 12 con cấp bậc đại đế bình thường, hơn 1.000 con cảnh giới thần đế, những con yêu thú còn lại đều là cấp bậc tuế nguyệt tiên. Đội hình không bằng Thượng Kiếm Tông, nhưng cũng không thể coi thường. Mà lúc này, một con yêu thú xuất hiện trước mặt Diệp Quân, nó nhìn hắn chằm chằm rồi nói tiếng người. Loài người, trả thú châu cho Dị Thú Tông ta đi. Diệp Quân không trả lời mà nhìn tiểu bạch chớp mắt rồi nhìn nhị nha. Nhị nha bỏ sâu kẹo hồ lô ra, tiến lên một bước gầm lên một tiếng. Luồng uy áp yêu thú đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể cô bé, thoáng chốc nét mặt những con yêu thú đều thay đổi, chúng đồng loạt lùi về sau nhìn nhị nha trước mặt với ánh mắt đầy sợ hãi. Nhị nha nhìn đám yêu thú, trả cho các ngươi cũng được. Vậy thì các ngươi sẽ tiếp tục bị phong ấn ở dưới đó. Nghe thấy câu này, nét mặt đám yêu thú cực kỳ khó coi.
Lúc này, yêu thú cầm đầu trầm giọng bảo, chúng ta không thể nào khuất phục trước nhân loại được. Rõ ràng là xem thường Diệp Quân mà. Nghe thấy lời này của yêu thú, trong mắt Nhị Nha lóe lên vẻ tàn ác, cháu ta cần ngươi khuất phục chắc, nói xong cô bé tiến về phía trước, tung ra một quyền. Nét mặt con yêu thú đó thay đổi, nó không ngờ Nhị Nha lại ra tay, không còn đường lui, nó chỉ đành cắn răng xông lên. Yêu thú lao thẳng vào Nhị Nha. Cứng đối cứng. Rầm. Đột nhiên, trong mắt mọi người, yêu thú mệnh vận đại đế bị một quyền của Nhị Nha đánh bay ra xa hàng mấy nghìn trượng. Mà nó còn chưa dừng lại, Nhị Nha đã lại lao tới trước mặt nó, đấm thêm một lần nữa. Ầm. Trong tiếng hét thảm thiết chói tai, yêu thú kia lại bị đánh bay. Tiếp theo, Nhị Nha đánh cho yêu thú đó một trận no đòn trước mặt toàn bộ yêu thú còn lại, mà con yêu thú đó thì thậm chí còn không có sức để chống trả. Nhìn thấy cảnh này, các con yêu thú còn lại ngơ ngác nhìn nhau, con nào con nấy đều kinh hãi, đồng loạt lui về phía sau. Mà lúc này, yêu thú kia bắt đầu xin tha, bởi vì toàn thân nó đã hoàn toàn nát bấy, nếu còn đánh tiếp thì sẽ bị đánh chết. Nhị Nha dừng lại, con yêu thú ấy giờ phút này đã hấp hối. Nhìn thấy cảnh này, các yêu thú còn lại nhìn Nhị Nha, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhị Nha quay người nhìn những con yêu thú đó, không muốn khuất phục cháu trai ta cũng được, các ngươi tiếp tục về để bị phong ấn đi. Lúc này, một con yêu thú cấp bậc mệnh vận đại đế khác đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Quân, nó cúi đầu thật sâu trước hắn, trích mang nguyện ý trung thành với các hạ. Diệp Quân quan sát con yêu thú trước mặt một lát rồi mỉm cười, được, bắt đầu từ bây giờ ngươi là lão đại của bọn chúng. Nghe vậy, Trích Mang vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, tuân lệnh. Tuân lệnh. Những con yêu thú còn lại nhìn nhau, vẫn còn do dự. Nhìn thấy cảnh này, Trích Mang nổi giận quát, còn do dự gì nữa? Nói rồi nó liếc nhìn linh tổ bên cạnh, có chút hận rèn sắt không thành thép. Mẹ kiếp. Đây là linh tổ. Linh tổ đấy. Đi theo thanh niên này chẳng phải đồng nghĩa với việc đi theo linh tổ sao? Đi theo linh tổ, sau này sẽ được ăn sung mặc sướng còn gì? Mấy con óc lợn này. Dù sao hiện giờ bọn chúng vừa tới, cần nhất là tài nguyên linh khí. Mà đi theo linh tổ, có còn cần lo lắng về tài nguyên linh khí nữa không? Đây là bát cơm cố định đấy. Trích Mang chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nhìn thấy ánh mắt của Trích Mang, những con yêu thú đang ở đây đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng hành lễ tỏ ý sẵn sàng đi theo. Diệp Quân nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, trên mặt nở nụ cười nhẹ, hắn phát hiện đưa hai người này đến bí cảnh đúng là bật hách mà. Trợ thủ đắc lực nhất là đây chứ đâu. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ ngổn ngang, nhìn đám yêu thú trước mặt, hắn chợt thấy hơi khó xử, phải giải quyết đám yêu thú này sao bây giờ? Dường như biết Diệp Quân đang nghĩ gì, Trích Mang nói ngay, chúng ta có thể vào Thú Châu, chỉ là chúng ta cần linh khí. Diệp Quân cười, chuyện linh khí các ngươi không cần lo, đi vào đi. Trích Mang vội nói, được. Nói xong, nó đi vào Thú Châu trước, những con yêu thú còn lại cũng nhanh chóng đi vào theo. Diệp Quân lấy một ít linh nguyên cho vào trong Thú Châu, lúc này một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt hắn, ông ta thấp giọng nói, thiếu chủ. Vừa nhận được tin tức tất cả cường giả của nền văn minh vĩnh sinh đều đang đến hệ Ngân Hà, lâu nhất là mấy ngày nữa là sẽ đến nơi. Diệp Quân nhíu mày, nghi hoặc hỏi, bọn chúng đến hệ Ngân Hà làm gì? Ông lão áo đen trầm giọng đáp, để giết thiên mệnh váy trắng. Diệp Quân cứng người tại chỗ. Ông lão áo đen do dự, sau đó hỏi, thiếu chủ, có cần hỗ trợ thiên mệnh váy trắng cô nương không ạ? Diệp Quân, trợ giúp thiên mệnh váy trắng. Diệp Quân nghe thế, chỉ lắc đầu cười, ta vẫn nên tự lo cho thân mình đi đã. Ông lão áo đen do dự giây lát rồi nói, thiếu chủ, lần này cường giả của văn minh vĩnh sinh đó gần như sẽ dốc toàn bộ sức mạnh, không chỉ có thế, theo một nguồn đáng tin cậy thì bọn họ còn mang theo mấy thuật sư siêu cấp của thời đại văn minh vĩnh sinh, lần này, bọn họ thực sự quyết tâm đấy. Nghe nói thế, Diệp Quân vô cùng kinh ngạc, thành thật mà nói, hắn không lường trước được điều đó. Bởi hắn không nghĩ rằng, nền văn minh vĩnh sinh này dốc toàn lực xông tới hệ Ngân Hà với mục đích tiêu diệt cô váy trắng của mình. Ai dạy bọn chúng thế nhỉ? Chợt nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chau mày, Chân Vũ Trụ có tấn công không? Ông lão lắc đầu, cho tới nay,
tuy chân vũ trụ vẫn liên tục tăng binh tới chiến trường hư chân nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chủ động tấn công, bọn thuộc hạ cũng đang rất lấy làm khó hiểu. Diệp Quân trầm ngâm, âm thầm tự cân nhắc vấn đề này. Nền văn minh vĩnh sinh này cùng với chân vũ trụ đồng thời tấn công, tuyệt đối không thể là trùng hợp, chẳng lẽ là do người phụ nữ xấu xa tử nhu đó đã gây ra? Người khác có thể không biết rõ thực lực của cô váy trắng nhưng tử nhu biết rất rõ, chẳng lẽ người phụ nữ này lại dùng mưu kế gì khiến cho nền văn minh vĩnh sinh đó đi tìm cô váy trắng? Tử nhu. Diệp Quân khẽ lắc đầu, người này tâm tư thầm trầm như biển, có rất nhiều khi, hắn cũng không nhìn thấu đáo được. Lúc này, ông lão áo đen đột nhiên lên tiếng, thiếu chủ, nền văn minh vĩnh sinh cử nhiều cường giả tới hệ ngân hà tiêu diệt thiên mệnh váy trắng như thế, chúng ta thực sự không chia quân trợ giúp sao? Trong ám viện, trừ một số ít ỏi mấy cường giả cao tuổi như ám u thì không có nhiều người biết rõ thực lực chân chính của thiên mệnh váy trắng, ông lão áo đen cũng không phải là người của 3.000 vạn năm trước nên càng không biết. Nghe thấy ông lão áo đen hỏi thế. Diệp Quân chỉ mỉm cười, chúng ta hãy mặc niệm cho họ đi. Ông lão áo đen sửng sốt, nghi hoặc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân lại nói, ông lui ra đi, trở về nói cho ám u, dặn ông ta phải để ý chặt chẽ đến các động thái của chân vũ trụ. So với nền văn minh vĩnh sinh, hắn càng kiêng kỵ chân vũ trụ này hơn, đặc biệt là lúc này chân vũ trụ còn có Tử Nhu đang chủ trì mọi việc. Ông lão áo đen chắp tay vái thật sâu. Định đi ra thì Diệp Quân bất chợt hỏi, Vĩnh Sinh Đại Đế đi chưa? Ông lão áo đen lắc đầu, chưa đi. Nghe vậy, Diệp Quân thoáng thất vọng, vị Vĩnh Sinh Đại Đế này vẫn còn chưa đi. Sao ông ta còn chưa chịu đi nhỉ? Lắc lắc đầu, Diệp Quân bảo, ông lui xuống đi. Ông lão áo đen lại khom người thi lễ rồi mới lui ra. Sau khi ông lão áo đen đi khỏi, Diệp Quân mới nhìn sang phía Tội Vương. Thấy Diệp Quân nhìn về phía này, Tội Vương tức thì căng thẳng. Việc này của ông ta, nói lớn cũng không lớn lắm, mà nói nhỏ cũng không phải việc nhỏ, dù sao thì chính ông ta lâm trận lại chạy trốn, hành vi này thuộc về hành vi phản bội vũ trụ quan huyên. Diệp Quân nói, ông đi đi. Tội Vương sửng sốt cả người, thiếu chủ cứ thế bỏ qua cho mình. Diệp Quân không nói gì thêm với ông ta, chỉ quay sang nhìn về phía Mộ Niệm Niệm. Cười bảo, dì Mộ, chúng ta đi thôi. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn Tội Vương bên dưới, gật đầu, được. Đoàn người hóa thành kiếm quang, biến mất nơi chân trời. Tội Vương vẫn đứng đó, thở hắt ra một hơi. Ông ta nhìn quanh, chợt nở nụ cười, nay ta đã thành đại đế, vậy cũng có thể giả ngầu chút rồi. Trước tiên cứ đi gặp đám bạn già trước đã, ha ha. Nói đoạn, ông ta hóa thành một vầng sáng cầu vồng. Bay vọt về chân trời. Trong không trung, Mộ Niệm Niệm cùng Diệp Quân và Tiểu Bạch phóng thẳng đến Đạo Tông. Dọc đường, Mộ Niệm Niệm liếc mắt nhìn Diệp Quân, cười nói, lần này cũng thu hoạch được kha khá đấy nhỉ. Diệp Quân gật đầu, thu hoạch được nhiều. Nói đoạn, hắn liếc nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh, miệng nở nụ cười vui vẻ. Tiểu Bạch này thật là lợi hại. Hiện giờ hắn đã biết vì sao người của nền văn minh vĩnh sinh lại thèm muốn có được Tiểu Bạch đến thế. Tên nhóc này thoạt nhìn rất vô hại nhưng năng lực của nó thật quá nghịch thiên. Có Tiểu Bạch thật là sung sướng. Thấy Diệp Quân nhìn về bên này, Tiểu Bạch tuét miệng cười, vung móng vuốt lên, một xiên hồ lô rơi trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân cười sảng khoái, cầm xiên hồ lô ăn. Mộ Niệm Niệm nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói. Không biết vị Vĩnh Sinh Đại Đế này đã mời chào được bao nhiêu cường giả. Diệp Quân trầm giọng, dì Mộ, nay chủ nhân bút đại đạo đã bị trấn áp, chân thần lại bị vũ trụ kiếp kiềm chân, con cảm thấy, trật tự của vũ trụ rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, đã sụp đổ rồi. Diệp Quân ngạc nhiên nhìn bà ấy. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, mục đích của vị Vĩnh Sinh Đại Đế này chính là muốn trật tự của vũ trụ thế giới sụp đổ. Ông ta không giống chân thần, tuy chân thần đánh bại được chủ nhân bút đại đạo nhưng nàng ta không phủ định trật tự do chủ nhân bút đại đạo sáng lập ra, trật tự đó đã khiến vũ trụ có quy tắc, có sinh tử, có luân hồi, không chỉ có thế, nàng ta còn tăng cường thêm cho trật tự vũ trụ này. Nói đến đó, bà ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhưng Vĩnh Sinh Đại Đế lại khác, mục đích của ông ta là triệt để phủ định trật tự hiện có, để trở lại thời đại văn minh vĩnh sinh, thời đại không có bất kỳ quy tắc. Bất kỳ trật tự nào. Diệp Quân trầm mặc, sắc mặt nặng nề.
Mộ Niệm Niệm tiếp tục, đương nhiên, điều chúng ta cần lo lắng lúc này không phải trật tự vũ trụ, hiện tại ta cần phải dè chừng Vĩnh Sinh Đại Đế, người này có thể khai sáng một thời đại văn minh thì thực lực không thể coi thường đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu. Mộ Niệm Niệm đột nhiên hỏi, nếu yêu cầu con đơn độc đối mặt với Vĩnh Sinh Đại Đế, con có tự tin không? Diệp Quân sửng sốt. Mộ Niệm Niệm chỉ nhìn Diệp Quân, mỉm cười. Diệp Quân nghiêm túc nói, hãy cho con thêm thời gian. Đơn độc đấu với Vĩnh Sinh Đại Đế vào lúc này, hắn biết chắc mình đánh không lại, đây là sự thật không thể nghi ngờ, hắn nào phải thần tiên. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, cần bao lâu? Diệp Quân trầm ngâm, 10 năm đi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười cười, tưởng bở. Nói đoạn, bà ấy lại nghiêm mặt, hiện giờ so với con, ông ta quả thực rất mạnh, con còn kém xa ông ta nhiều lắm, nhưng ta nghĩ, con hẳn nên có chút áp lực mới được, vì thế, ta giao ông ta cho con đối phó, con cảm thấy sao? Diệp Quân hỏi, cho con bao lâu để chuẩn bị? Mộ Niệm Niệm nói, 3 năm. 3 năm. Diệp Quân gật đầu, vậy được. Mộ Niệm Niệm cười hỏi, tự tin như vậy sao? Diệp Quân cũng cười nói, nếu con chỉ là một tán tu, dì mộ cho con 100 năm, con cũng không dám nhận lời. Nhưng con không phải tán tu, con có tiền, có người hỗ trợ, bản thân còn có nhiều tài nguyên như thế, điều đó khiến con tiến nhanh hơn người khác rất nhiều. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, năm ấy cha con nuôi con bên ngoài một thời gian quả là một quyết định đúng đắn. Nếu ngay từ đầu Diệp Quân đã được kiếm chủ nhân gian và tần quan mang theo bên người dạy dỗ, thực lực chắc chắn phải mạnh hơn bây giờ, nhưng có lẽ sẽ không có tâm lý và nghi lực mạnh mẽ như thế. Đó là điều mà cha mẹ không thể cho được, nhưng lại là thứ quan trọng nhất. 3 năm. Diệp Quân đột nhiên nhớ ra, hắn còn có một cái hẹn 1 năm với Từ Kính. Đến khi đó, trận chiến với Từ Kính nên đánh hay không đánh đây? Khó nghĩ quá. Không cần liêm sỉ. Lúc này, Mộ Niệm Niệm chợt nói, chúng ta tới nơi rồi. Diệp Quân dứt khỏi dòng suy tư, nhìn về nơi xa, cuối tầm mắt có một ngọn núi cô độc, vươn thẳng lên trời, xuyên qua đám mây, bốn mặt thẳng đứng và vuông góc, vô cùng hiểm trở. Trên đỉnh núi, có thể lờ mờ thấy được hơn chục đại điện cổ kính. Đạo Tông. Diệp Quân đang định tiến lên, Mộ Niệm Niệm bỗng nói, con nói xem. Liệu Vĩnh Sinh Đại Đế có biết con đã tới đây rồi không? Nghe vậy, Diệp Quân chỉ cười cười, không đâu. Mộ Niệm Niệm nổi hứng, hỏi hắn, nói rõ hơn đi. Diệp Quân bình tĩnh giải thích, vũ trụ quan huyên chúng ta rất coi trọng vị Vĩnh Sinh Đại Đế này, bởi vậy sẽ chú ý mọi hành tung của họ từng thời từng khắc. Nhưng vị Vĩnh Sinh Đại Đế này trời sinh đã cuồng ngạo, không coi ai ra gì, cả đời chỉ từng thua dưới tay chủ nhân Bút Đại Đạo, với ông ta mà nói. Khi chủ nhân Bút Đại Đạo không ở đây, ông ta chính là kẻ mạnh số một thế gian, đừng nói là con, chỉ sợ ngay cả chân thần, ông ta cũng không để vào mắt. Nói đến đó, hắn nhìn Mộ Niệm Niệm, nhấn mạnh, đây cũng là nguyên nhân mà dì Mộ dẫn con đến đây đúng không? Nghe đến đây, Mộ Niệm Niệm hơi sửng sốt, trong lòng khiếp sợ, bà ấy vẫn đánh giá thấp người này rồi. Tên nhóc này, bình thường không có chuyện gì thì nhìn thành thực ngoan ngoãn cực kỳ. Nhưng thực tế hắn có cái đầu hết sức linh hoạt, chẳng trách trước đây tiểu tháp đấu không lại hắn, sớm làm bại lộ thân phận của hắn. Người bình thường đúng là không thể chịu được tên nhóc này. Mộ Niệm Niệm bứt khỏi suy tư, cười bảo, đi thôi. Ba người phóng lên đỉnh núi, đập vào mắt là một cánh cổng đá cực lớn, rộng chừng 100 trượng, hai bên là hai cây trụ đá cao 100 trượng chống đỡ, chính giữa cổng có hai chữ màu vàng sập, Đạo Tông. Đạo Tông. Diệp Quân nhìn qua cổng đá, bên kia cổng là một thềm đá dài vài dặm, tận cùng là một tòa đại điện lớn. Khắp đỉnh núi vắng lặng như chết, hoang vắng cô độc. Mộ Niệm Niệm nói, con vào đi. Diệp Quân nhìn về phía bà ấy, dì Mộ không vào cùng con à. Mộ Niệm Niệm cười bảo, con đi đi, ta tin vào con. Diệp Quân thật không biết phải nói gì, người tin tưởng con, nhưng con không tin mình lắm. Thực lực của hắn hiện nay tuy đã rất mạnh nhưng hắn cũng biết, trước mắt hắn là những vị cường giả cấp bậc quái vật mấy nghìn vạn năm. Tối thiểu cũng phải thuộc cảnh giới đại đế. Nghĩ vậy, Diệp Quân bắt đầu cảm thấy đau đầu, kẻ địch của hắn cứ liên tục đổi người mạnh hơn, thật quá khó cho hắn rồi. Mộ Niệm Niệm cười cười, mau vào đi. Diệp Quân cũng ngừng những suy nghĩ lan man, nhẹ gật đầu rồi bước về phía cổng đá.
Nhìn theo bước Diệp Quân xa dần, Mộ Niệm Niệm chợt nở một nụ cười bí ẩn. Bước qua cổng đá, Diệp Quân đi dọc thềm đá tới trước đại điện, nhưng hắn không đi vào. Dì Mộ rõ ràng là muốn rèn đúc mình, dì ấy cùng mình tới đây lại không cùng đi vào, chứng tỏ trong này có mờ ám. Diệp Quân đưa mắt nhìn vào trong đại điện, bên trong trống rỗng, không có thứ gì, nhưng càng như thế, hắn càng thấy bất an. Do dự giây lát, Diệp Quân cất tiếng gọi, tiền bối, mời xuất hiện trò chuyện chút đi. Không có bất kỳ hồi đáp nào. Diệp Quân lại nói, nếu tiền bối không muốn tâm sự thì ta đây đi nhé. Nói đoạn, hắn quay người định rời khỏi đó. Diệp Quân cảm thấy chỗ này rất không bình thường, tuy biết dì Mộ sẽ không hại mình nhưng cảm giác không ổn vẫn thúc giục hắn chạy khỏi chỗ này. Nhưng ngay khi hắn định chạy đi, một luồng sức mạnh khủng bố từ trong đại điện đột ngột tràn ra, nháy mắt đã bao vây lấy hắn, cưỡng chế kéo hắn vào trong đại điện. Diệp Quân kinh hãi, vội rút kiếm chém một nhát. Rầm, kiếm quang vỡ nát. Sắc mặt hắn tức thì thay đổi, định một lần nữa vung kiếm thì nhận ra mình đã đứng trong đại điện rồi. Ngoài cổng đá, Nhị Nha chứng kiến toàn bộ quá trình, thoáng cau mày lại, định ra tay hỗ trợ thì Mộ Niệm Niệm đã ngăn lại. Nhị Nha nhìn Mộ Niệm Niệm, bà ấy chỉ cười bảo, không sao đâu. Nhị Nha thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cô bé tin lời Mộ Niệm Niệm, vì Mộ Niệm Niệm sẽ không hại Diệp Quân. Bên trong đại điện, Diệp Quân bị luồng sức mạnh kia kéo vào, thấy một bóng dáng phụ nữ xuất hiện trước mặt. Người phụ nữ kia mặc bộ đồ màu đỏ, mái tóc màu bạc, dung nhan tuyệt thế, đôi mắt sáng và sâu thẳm như biển sao mênh mang. Dù Diệp Quân đã từng gặp rất nhiều người con gái tuyệt sắc nhưng vừa thấy cô gái nọ, hắn vẫn sững sờ cả người. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, hỏi ta đẹp không? Diệp Quân gật đầu. Cô gái nheo mắt. Một luồng uy lực đáng sợ bao trùm lên Diệp Quân, nặng nề như có vạn ngọn núi đè lên, khiến hắn ngột ngạt khó thở. Nhưng Diệp Quân vẫn không hề sợ hãi, chỉ nhìn thẳng vào đối phương, tiền bối, nói thật cũng là sai sao. Cô gái kia nhìn chăm chú vào Diệp Quân một hồi, môi chợt nở nụ cười âm trầm, không kiêu không sợ hãi, rất có can đảm, có khí phách. Diệp Quân sửa sang lại bản thân rồi nghiêm nghị nói, tiền bối. Vãn bối tới đây là muốn kết một thiện duyên với đạo tông. Nói đoạn, hắn xòe tay, đạo ấn hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Đạo ấn. Trông thấy vật đó, người kia lập tức nheo mắt, đôi con người sáng như sao chợt lóe lên một tia sáng xanh kỳ dị, thiện duyên. Diệp Quân gật đầu. Cô gái kia nhìn Diệp Quân chằm chằm, sắc mặt không nhìn ra là giận hay mừng, người từng gặp chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân gật đầu, hắn nhận ra. Vị chủ nhân bút đại đạo này trước kia đúng là một người nổi tiếng. Các vị cường giả thời xưa đều biết ông ta. Cô gái nọ quan sát đạo ấn một chốc rồi nhìn Diệp Quân, hỏi, vì sao ông ta đưa đạo ấn cho ngươi? Diệp Quân nói, không phải là ông ta cho ta, ông ta cho người khác, sau đó ta cướp được, nhưng sau ta có gặp ông ta, không thấy ông ta đòi về. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Diệp Quân như thể muốn tìm hiểu được điều gì từ hắn. Diệp Quân không hề sợ hãi, thoải mái đối mặt tiền bối, thực không dám giấu, ta cùng Vĩnh Sinh Đại Đế là tử địch, hôm nay tới đây, một là vì muốn kết thiện duyên cùng Quý Tông, đương nhiên, mục đích của ta cũng không chỉ đơn thuần như thế, kết thiện duyên là thật, nhưng cũng hy vọng sau này Quý Tông có thể giúp ta một chút. Cô gái kia cười mà như không cười, nếu đạo Tông ta không giúp ngươi thì sao? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không có gì. Không đối địch với ta là được rồi. Cô gái kia lại cười, nếu sau khi chúng ta ra ngoài lại lựa chọn đối đầu với ngươi thì sao? Diệp Quân lắc đầu, cũng có khả năng này đấy, nhưng ta vẫn muốn suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn. Đương nhiên, đây cũng là một vụ đánh cược, cược đạo tông liệu có biết xấu hổ không? Nếu các vị giống như cha ta, à nhầm, nếu các vị thực sự không cần liêm sỉ thì ta đây cũng chẳng còn cách nào. Nói đến đó, Diệp Quân toát mồ hôi. Tốt nhất đừng nên nói xấu cha mới được, đôi lúc cha cũng rất nghĩa khí mà. Cô gái kia đột nhiên cười bảo, nếu ta cướp đạo ấn của ngươi thì sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, nếu cô nương thích thì cứ lấy đi, chỉ là một đạo ấn thôi mà. Cô gái kia trừng mắt với Diệp Quân một cái rồi thu luôn đạo ấn về mình. Sắc mặt Diệp Quân tức thì tối sầm. Mẹ kiếp, chẳng lẽ người này thật sự lựa chọn không cần liêm sỉ luôn?
Thấy sắc mặt Diệp Quân thay đổi ngoạn mục như thế, cô gái kia nở nụ cười thật đẹp, sao hả, không nỡ cho à? Diệp Quân trầm mặc, đương nhiên hắn phải tiếc rồi. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, thế gian lại có người mặt dày vô sỉ như thế. Phong phạm của cường giả đâu? Ngạo khí của cường giả đâu rồi? Sao cô lại không có thế hả? Nhìn sắc mặt Diệp Quân lúc này, cô gái kia bèn cười rộ lên, vùng trước ngực phập phồng nổi sóng như thể muốn xé y phục nhảy ra, không cần biết lời ngươi nói là thật hay giả, tóm lại ta nghĩ thật thì nó là thật. Diệp Quân cười khổ, lòng đầy bất đắc dĩ, cô gái này có dung nhan tuyệt thế, thực lực ngất trời, nhưng tính tình dường như lại hơi vô sỉ, mình sai quá rồi. Cô gái kia lại liếc nhìn Diệp Quân một cái rồi cười hỏi, ngươi tên gì? Diệp Quân đáp, Diệp Quân. Cô gái kia khẽ gật đầu, cười bảo, Diệp công tử, ngươi tặng ta đạo ấn này, muốn kết thiện duyên cùng đạo tông ta, khí phách này quả thực rất tuyệt, nếu ngươi đã hào sảng đến thế, đạo tông ta cũng không thể hẹp hòi, thiện duyên này, đạo tông ta đồng ý kết cùng ngươi. Diệp Quân im lặng, người phụ nữ này thật giỏi giả ngây giả ngốc, nói kết thiện duyên nhưng không hề đả động một chữ đến chuyện ra tay hỗ trợ. Cô gái kia chớp mắt nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, ngươi còn việc gì khác nữa không? Diệp Quân mỉm cười, hết rồi. Nếu cô nương đã có đạo ấn thì hẳn không khó để thoát khỏi nơi này, đã như thế, ta đây xin từ biệt. Nói xong, hắn cung tay chào rồi quay đầu đi ra. Cô gái kia nhìn theo Diệp Quân, nở nụ cười hờ hững, không hề tỏ ý giữ lại. Diệp Quân cũng không cố tình bước chậm, hắn nhanh nhẹn rời khỏi đại điện, biến mất khỏi tầm mắt cô gái. Cô gái đứng trong đại điện sửng sốt. Hẳn chính nàng ta cũng không ngờ Diệp Quân nói đi là đi thật. Ngoài đại điện, Diệp Quân lắc đầu cười cười, cô gái của đạo tông quả thật đã lựa chọn cách vứt bỏ liêm sỉ. Khó giải quyết rồi đây. Diệp Quân lúc này chỉ muốn cho mình một bạt tai, lần sau có gặp nữ giới, tuyệt đối không thể đánh cược nữa. Thấy Diệp Quân đi ra, Mộ Niệm Niệm vội bước tới hỏi, sao rồi? Diệp Quân cười khổ, thuật lại sự việc vừa rồi cho bà ấy nghe. Nghe xong, Mộ Niệm Niệm cũng bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Nhị Nha liếc nhìn Diệp Quân, nói, cho nên ngươi đã đưa đạo ấn cho người ta rồi. Diệp Quân gượng cười, không biết nói gì. Nhị Nha lắc đầu, nhà họ Dương sao lại sinh ra được một kẻ thành thật như ngươi nhỉ? Tiểu Bạch trừng mắt với cô bé một cái rồi bay tới trước mặt Diệp Quân, vươn móng vuốt sờ nhẹ lên mặt hắn, vẻ rất nghi hoặc và khó hiểu. Vì sao thế hệ này lại sinh ra một người da mặt mỏng vậy nhỉ? Mộ Niệm Niệm cười nói, con đã kế thừa gần như mọi thứ từ cha con, nhưng chỉ có thói mặt dày mày dạn của ông ấy là không kế thừa được, không biết đó là tốt hay xấu nữa. Nghe Mộ Niệm Niệm nói thế, Tiểu Bạch chợt trở nên kích động, móng vuốt quơ vội, càng quơ càng kích động hơn. Diệp Quân nhìn về phía nhị nha bình thản nói, nó bảo là, cha ngươi mượn đồ của nó y như hổ mượn heo vậy đó. Chỉ mượn mà chưa bao giờ trả hết. Diệp Quân lắc đầu cười, giờ hắn đã hiểu vì sao Tiểu Bạch vẫn luôn phòng bị mình như thế, thì ra vấn đề đều do cha cả. Cha thiếu nợ. Mộ Niệm Niệm lại xoa nhẹ khuôn mặt Tiểu Bạch như vuốt đi sự bất bình của nó rồi cười nói với Diệp Quân, đạo ấn kia thực sự cứ thế cho nàng ta sao? Diệp Quân cũng cười, nếu nàng ta thật sự cần thì cứ cho đi cũng được. Mộ Niệm Niệm đang định nói thêm điều thì đại điện cách đó không xa đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, khoảng không trên đại điện xuất hiện một đại đạo phù ấn, giây lát sau, một đạo ấn đột ngột phóng lên cao, lao vào đại đạo phù ấn kia. Rầm! Đại đạo phù ấn vỡ nát, tiêu tán trong không trung. Từ trong đại điện, một cô gái chậm rãi đi ra, hơi thở trên người đang điên cuồng tăng vọt, mạnh mẽ đến độ rung chuyển cả đất trời. Diệp Quân cũng chấn động. Thực lực của người này chắc chắn phải vượt xa mệnh vận đại đế. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn cô gái kia, không nói một lời. Diệp Quân quan sát đối phương, người nọ vận bộ váy dài màu trắng lợt, trên váy có hoa văn sơn thủy, như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, thần thái điềm tĩnh tao nhã, vừa phá phong ấn đi ra, trên gương mặt còn mang một nụ cười sán lạn, đó là một nụ cười xuất phát từ đáy lòng, khiến người ta cảm thấy như làn gió xuân phất tới. Cô gái kia đột nhiên duỗi người, vóc dáng hoàn mỹ tức thì bày ra trọn vẹn trong mắt người nhìn, đặc biệt là vùng trước ngực như là có thể chống đỡ một vùng trời. Thấy thế, Diệp Quân cũng giật mình kinh hãi, nhưng đồng thời cũng không dám nhìn thêm.
Lúc này, cô gái kia chợt nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười, Diệp công tử. Nàng ta vừa lên tiếng, Diệp Quân liền cảm nhận được một làn gió thơm phất vào mặt, giây lát sau, cô gái kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân nói, chúc mừng cô nương. Cô gái kia cười nói, nhớ ơn Diệp công tử hào phóng vô tư, nếu không, ta cũng chẳng biết còn sẽ bị nhốt trong đó bao lâu nữa. Mộ Niệm Niệm đứng bên chợt xen vào, cô nương bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn. Cô gái kia nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, cười đáp, đúng thế. Mộ Niệm Niệm gật đầu, cô nói xem, liệu ông ta có thể phong ấn cô lần nữa không? Cô gái kia nheo mắt, không đáp. Mộ Niệm Niệm nhìn nàng ta chằm chằm, cười nhẹ, cô nương, đã được lợi rồi thì chớ có khoe mẽ như thế. Tên nhóc này quá lương thiện, lại là người thật thà, nhưng nó không ngu ngốc, cô nương thông minh như thế, hẳn cũng hiểu ý ta rồi, đúng không? Cô gái kia liếc nhìn Mộ Niệm Niệm cùng Nhĩ Nha, cười nói, cô nương không cần tức giận, Nguyệt gia ta đây không phải hạng người không biết điều, chẳng qua ta cảm thấy hắn khá thú vị nên trêu đùa hắn chút thôi. Nói đoạn, nàng ta nhìn sang Diệp Quân, cười bảo, Diệp công tử, để cảm tạ ơn cứu ta ra ngoài, ta quyết định báo đáp ngươi. Mộ Niệm Niệm bật cười, lấy thân báo đáp. Diệp Quân nghe mà xấu hổ, vội vàng nói, gì mộ. Mộ Niệm Niệm trừng mắt với Diệp Quân một cái, cha con quá mặt dày, còn con thì quá là hay xấu hổ, đặc biệt với nữ giới, con mà có được 1/10 thủ đoạn của cha con thôi thì. Nói đến đó, bà ấy đột nhiên ngừng lại, như thể nghĩ tới điều gì, bèn vội lắc đầu, không được, như cha con không được gọi là đa tình mà phải gọi là lạm tình. Diệp Quân gượng gạo cười cười, không dám tiếp lời. Hắn biết, dì mộ đây có thân phận hết sức đặc thù, dù cha có mặt ở đây cũng chưa chắc đã dám nói gì. Còn mình, ngoan ngoãn nghe là được. Dù sao thì ở trong nhà họ Dương này, mình là thành phần dưới đáy. Lúc này, cô gái đột nhiên cười cười, nhắc lại, lấy thân báo đáp. Vừa nói, nàng ta vừa nhìn Diệp Quân, nụ cười trên môi trở nên quyến rũ hơn. Diệp công tử đây tuấn tú lịch lãm, thiên phú cực cao, thân phận cũng không bình thường, nếu hắn không chê, ta đây cũng có thể lấy thân báo đáp. Nói đoạn, nàng ta còn nháy mắt với Diệp Quân một cái, ánh mắt đong đầy tình tứ, tư thái phong tình tuyệt đỉnh, khiến phần thú tính trong con người sôi trào. Yêu nữ! Nhị Nha đột nhiên hô to, vung tay đánh một quyền. Cô gái kia tức thì biến sắc, phất tay áo một cái. Dầm! Một tiếng động trầm đục vang lên, Nguyệt gia lùi bắn lại tận cửa đại điện. Sau khi dừng lại được, nàng ta kinh hãi nhìn Nhị Nha, sức mạnh khủng bố quá. Nhị Nha chòng chọc nhìn Nguyệt gia, đừng tưởng có ngực to thì ta không dám đánh ngươi. Nguyệt gia cười cười, nhìn Diệp Quân, đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng khác thường, lai lịch và thân phận của thiếu niên này thật không bình thường nhỉ. Nguyệt gia nói với Diệp Quân, Diệp công tử, để cảm tạ ơn ra tay cứu giúp. Ta sẽ báo đáp cho ngươi, giờ ta dẫn ngươi vào đạo cung lấy bảo vật nhé. Diệp Quân nhíu mày, đạo cung. Nguyệt gia gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhìn quanh quất, hỏi, nơi này không phải đạo cung sao? Nguyệt gia cười nói, tất nhiên là không rồi, đạo cung này nằm sâu dưới lòng đất, bị phong kín mấy nghìn vạn năm, toàn bộ bảo tàng của đạo tông đều ở trong địa cung đó. Diệp Quân quay nhìn Tiểu Bạch, có bảo vật hay không, Tiểu Bạch biết rõ nhất. Tiểu Bạch nhảy xuống, đặt móng xuống mặt đất, lát sau, mắt nó sáng lên, vung móng một cái. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từ địa cung sâu thẳm dưới lòng đất, những tiếng động rầm rập liên tục truyền lên, như là có thứ gì muốn lao ra. Thấy thế, Nguyệt gia trợn mắt khiếp sợ, nàng ta không ngờ rằng cục bông bé nhỏ kia lại là một linh tổ. Từ nơi sâu thẳm trong lòng đất, những tiếng động ầm ầm không ngừng truyền ra, nhưng vật kia vẫn không lao lên được. Tiểu Bạch cau mày. Bấy giờ, Nguyệt gia mới cười nói, đạo cung này từng bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn, bảo vật bên trong không ra được đâu. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng ta, sau đó lại nhìn về phía Nhị Nha cùng Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn Diệp Quân cân nhắc đôi chút rồi nói với Nguyệt gia tiền bối, chúng ta xuống đạo cung chứ. Nguyệt gia cười bảo, đương nhiên có thể đi, nhưng chỉ hai người chúng ta đi thôi. Diệp Quân chau mày. Nguyệt gia nghiêm túc giải thích, Diệp công tử, đạo cung này là nơi mai táng toàn bộ bảo vật của đạo tông ta, nếu mang cả linh tổ của ngươi vào,
chỉ sợ nó sẽ cuỗm hết toàn bộ thần vật của chúng ta đi mất. Cho nên, không thể mang nó theo. Tiểu Bạch đứng bên nghe thấy thế thì giận dữ vô cùng, móc ra một quả bom cực lớn, mẹ nó, đã thế thì hủy diệt đi. Nó không hề chần chừ một giây, lấy ra liền ấn nút. Thấy thế, Diệp Quân tức thì biến sắc, vội lùi về sau, nhưng ngay lúc này, Mộ Niệm Niệm đã cản Tiểu Bạch lại. Tiểu Bạch ôm đầu Mộ Niệm Niệm ra sức cọ sát một chốc, vừa cọ vừa chỉ vào Nguyệt Già, vẻ tức muốn chết. Bỏ lại Tiểu Bạch. Tất nhiên Diệp Quân sẽ không đồng ý, hắn đang định nói gì thì Mộ Niệm Niệm đã cười cười, ngắt lời, con cứ đi đi. Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, sắc mặt lộ vẻ khó hiểu. Mộ Niệm Niệm cười nói, chỉ con với Nguyệt Già cô nương đi thôi. Diệp Quân còn muốn nói gì, Mộ Niệm Niệm lại thêm một câu, bọn ta đi chỗ khác dạo chơi một lát, xong việc sẽ tới đón con, tự con phải cẩn thận. Nói đoạn. Bà ấy dẫn theo nhị nha cùng Tiểu Bạch bay về phía chân trời. Diệp Quân nghi hoặc nhìn theo. Nguyệt Già cũng nhìn theo bóng Mộ Niệm Niệm giây lát rồi cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta không chờ Diệp Quân đáp lại, cuốn theo hắn biến mất khỏi chỗ cũ. Trên đám mây nơi chân trời, nhị nha đang nhìn xuống, Mộ Niệm Niệm cô nương, người kia có tâm cơ quá sâu sắc, nàng ta sẽ tính kế với tên nhóc này mất. Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta biết. Nhị nha nghi hoặc, vậy cô còn để hắn đi theo nàng ta? Ngươi không sợ hắn bị người ta lừa gạt đến cái quần cũng không còn à? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đừng xem thường tên nhóc này, nó trầm tính khiêm nhường hơn cha nó, nhưng đầu óc không kém chút nào đâu, người kia tuy cũng chẳng phải dạng hiền lành tử tế gì nhưng muốn tính kế nó thì cũng không dễ đâu. Nhị nha gật đầu, đúng nhỉ, cái tên này, ngày ngày đều canh chừng Tiểu Bạch. Chắc hẳn đang nghĩ làm thế nào để mượn đồ của Tiểu Bạch đây mà, không phải đứa tốt lành gì. Tiểu Bạch, Mộ Niệm Niệm cười cười, đang định nói gì đó lại đột nhiên chau mày, nhị nha vội hỏi, sao vậy? Mộ Niệm Niệm nói, Trần Vũ Trụ phái thêm cường giả tới, quá nhiều, chúng ta phải về một chuyến thôi. Nhị nha nhìn xuống dưới, thế còn tên nhóc kia? Mộ Niệm Niệm nói, đã có người bảo vệ nó rồi. Nói xong. Bà ấy lập tức dẫn theo nhị nha cùng Tiểu Bạch biến mất khỏi đó. Nể mặt ngươi một lần. Dưới sự hướng dẫn của Nguyệt Già, hai người đi xuống lòng đất, lối đi dưới này tối tăm mờ ảo, không khí cũng loãng, bốn phía tràn ngập một cảm giác đè nén khó chịu, khiến người ta hít thở cũng khó. Hai người men theo một lối nhỏ, đi khoảng chừng một khắc thì tới trước một cửa đá. Nguyệt Già đẩy cửa, một địa cung đồ sộ hùng vĩ xuất hiện trước mắt hai người. Địa cung này cực kỳ lớn, rộng chừng mấy vạn trượng, có thể lờ mờ thấy được xa xa có vô số tòa tháp cao. Toàn bộ địa cung tối om, vắng lặng như tờ, bởi vậy, bầu không khí thật âm trầm và nặng nề như một thành trì chết. Trong bóng tối, Nguyệt Già phóng mắt nhìn địa cung, đáy mắt lóe lên một tia dị thường. Diệp Quân liếc nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, không nói một lời. Nguyệt Già chợt xòe tay. Một ngọn lửa từ lòng bàn tay nàng ta phóng lên cao, thoáng chốc, nhiệt độ trong này đã tăng vọt, cùng lúc đó, ngọn lửa bay kia cũng chiếu sáng toàn bộ địa cung. Diệp Quân nhìn về cánh cổng chính của địa cung cách đó không xa, trên đó có hai chữ lớn, đạo cung. Nguyệt Già lại xòe tay, đạo ấn từ tay nàng ta bay lên, ngay khi đạo ấn xuất hiện, trên khoảng không của địa cung cũng hiện ra một đại đạo phù ấn. Nguyệt Già điểm tay về phía đại đạo phù ấn một cái, đi. Đạo ấn bay về phía đó, đâm vào đại đạo phù ấn. Đại đạo phù ấn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn năng lượng tản ra bốn phía, rơi xuống, địa cung đột nhiên rung chuyển, từng luồng năng lượng thần bí bắt đầu tản đi khắp trốn. Nguyệt Già nhếch miệng cười nhẹ, Diệp công tử, phòng ấn đã được giải trừ. Nói đoạn, nàng ta xòe tay, đạo ấn trở về trong tay nàng ta. Nguyệt Già lại đưa đạo ấn tới trước mặt Diệp Quân, trả lại cho ngươi. Diệp Quân bình thản nhận lấy. Nguyệt Già chớp mắt nhìn hắn, người có vẻ không hề bất ngờ nhỉ. Diệp Quân bình tĩnh nói, cô nương không phải hạng người đó. Nguyệt Già hỏi hắn, người căn cứ vào đâu mà cho rằng ta không phải hạng người đó. Diệp Quân suy nghĩ giây lát rồi đáp, trực giác mách bảo. Nguyệt Già hơi sửng sốt rồi chợt bật cười ha hả, vừa bật cười, vùng ngực lại chấn động như sóng chiều mãnh liệt. Diệp Quân rời mắt đi nơi khác. Người phụ nữ này là người có nơi đó lớn nhất trong số những người phụ nữ hắn từng gặp,
lớn như vậy, chẳng lẽ không thấy nàng sao? Nguyệt Già cười một hồi mới ngừng được, nàng ta liếc nhìn Diệp Quân, nói, Diệp công tử, ta khuyên ngươi một câu, chớ nên khảo nghiệm nhân tính, đạo ấn này của ngươi quý trọng hơn ngươi tưởng nhiều lắm. Ngay cả ta thấy được cũng phải nảy lòng tham, bởi vì nếu có vật này thì có thể phá vỡ toàn bộ phong ấn của thế gian, chiếm được vô số cơ duyên. Diệp Quân cười bảo, vậy vì sao Nguyệt Già cô nương không chiếm lấy cho riêng mình? Nguyệt Già hỏi ngược lại, vì sao Diệp công tử tình nguyện nhường ấn đó cho ta một cách nhẹ nhàng như thế? Diệp Quân nghiêm túc nói, ta chỉ không ngờ Nguyệt Già cô nương lại lấy thật. Nguyệt Già nghe nói thế lại bật cười, tiếng cười thánh thót như tiếng chuông bạc. Lát sau, nàng ta mới dục Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, hai người cùng sóng bước vào bên trong địa cung. Cả địa cung rộng lớn dường như chỉ có hai người bọn họ, bởi vậy, cảm giác nơi này vô cùng vắng vẻ, bầu không khí âm trầm u tịch. Hai người nhanh chóng tới trước một tòa đại điện, nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vào đại điện, cả hai đều biến sắc, bởi vì vào lúc ấy, tu vi của họ đã bị áp chế. Cảm giác này hệt như lúc bước vào bí cảnh vĩnh sinh vậy. Hai người đều hết sức kinh hãi, vội lùi về phía sau, nhưng sau lưng họ đã xuất hiện một tấm chắn vô hình, chặn đường lui của họ. Diệp Quân vội lấy đạo ấn ra, nhưng ngay cả đạo ấn cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Chợt, một giọng nói già nua từ một góc truyền tới, đạo ấn không có tác dụng gì đâu, bởi vì phong ấn nơi này không phải do chủ nhân bút đại đạo để lại. Diệp Quân cùng Nguyệt Già quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa có một bà lão đang ngồi xếp bằng, bà lão vận bộ trường bào, tóc xóa tung, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt thoạt nhìn khá lạnh lẽo âm u. Bà lão nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, người có quen biết chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân gật đầu, có gặp một lần. Bà lão híp mắt, nhắc lại, gặp một lần. Diệp Quân nói, phải chăng tiền bối muốn hỏi, ta đây có phải là người mang thiên mệnh không? Nói đến đó, hắn giang tay ra, trên người ta không có khí vận thần đạo nhé. Bà lão kia nói, quả thực trên người ngươi không có khí vận thần đạo, nhưng ngươi lại có đạo ấn, điều này rất không bình thường. Diệp Quân cười bảo, đạo ấn này do ta tình cờ lấy được. Nguyệt Già vỗ vai Diệp Quân một cái, bất mãn nói, người ta hỏi ngươi cái gì là đáp liền à? Sao ngoan thế? Diệp Quân thản nhiên nói, ra đường nên dĩ hòa vi quý. Nguyệt Già còn muốn nói gì, bà lão bên kia đột nhiên nhìn thẳng vào nàng ta, tay phải bất chợt nhấc lên, ngay sau đó, một luồng uy lực vô hình bao phủ lấy Nguyệt Già. Nguyệt Già tức thì có cảm giác như vạn ngọn núi đè lên, hơi thở cứng lại, suýt thì sụp người xuống. Nàng ta hốt hoảng nhìn bà lão. Diệp Quân vội nói, tiền bối. Bà lão kia thu tay lại, luồng uy lực khủng bố trên người Nguyệt Già lập tức tan đi, nhưng nàng ta vẫn khuỵu người ngã xuống đất. Bà lão liếc nhìn Diệp Quân, nể mặt ngươi một lần. Diệp Quân vội đỡ lấy Nguyệt Già, lòng thoáng chấn động, bởi vì hắn đã nhận ra, nếu bà lão này thu tay chậm chút thôi, chỉ sợ Nguyệt Già đã tan nát thần hồn. Ánh mắt bà lão lại lần nữa chuyển về phía Diệp Quân, ta rất lấy làm lạ, nếu ngươi đã không phải là người do ông ta lựa chọn thì vì sao ông ta còn đưa đạo ấn cho ngươi? Diệp Quân lắc đầu, tiền bối, thành thật mà nói, ta cũng không biết đâu. Đạo ấn này ta tình cờ cướp được, nhưng khi gặp ông ta cũng không đòi về phần nguyên nhân là gì, quả thực ta không biết. Bà lão nhìn Diệp Quân chằm chằm một hồi, sau đó chậm rãi nhắm mắt, không nói thêm lời nào. Diệp Quân nhìn Nguyệt Già nằm trong lòng mình, không sao chứ? Nguyệt Già run run nhìn chòng chọc vào bà lão kia, nếu đi ra ngoài. Bà lão bình thản nói, dù đi ra ngoài, 10 người cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Quân sửng sốt, thực lực của Nguyệt Già mạnh cỡ nào, hắn cũng có biết, nàng ta nhất định phải vượt xa đám mệnh vận đại đế bình thường. Vậy thì, chẳng lẽ bà lão trước mắt kia còn mạnh hơn cả mệnh vận đại đế? Chợt nghĩ tới điều gì, Diệp Quân cả kinh, tiền bối là thần linh vũ trụ. Thần linh vũ trụ? Nghe Diệp Quân nói thế, đáy mắt bà lão lóe lên kinh ngạc, người cũng nhanh trí đấy. Diệp Quân trầm mặc, lòng khiếp sợ, hắn cũng từng gặp thần linh vũ trụ, ví dụ như âm thần, nhưng mà thực lực của người đó thậm chí còn chẳng bằng được chấp kiếm nhân. Ngược lại, đám đại đế hắn gặp thì người sau mạnh hơn người trước. Bởi vậy, trong tiềm thức của hắn, thần linh vũ trụ không bằng đại đế. Nhưng hiện tại xem ra,
thần linh vũ trụ cũng có người nọ người kia. Thần linh vũ trụ hùng mạnh thì còn khủng bố hơn cả đại đế. Nằm trong lòng Diệp Quân, Nguyệt Già cũng đang vô cùng khiếp sợ, nàng ta không ngờ nơi này lại giam giữ một vị thần linh vũ trụ. Bà lão kia lại nhắm mắt, chẳng biết đang nghĩ gì. Diệp Quân do dự giây lát rồi hỏi, tiền bối, chủ nhân bút đại đạo đã chân áp tiền bối ở đây sao? Bà lão lắc đầu, không phải ông ta, là người khác. Diệp Quân ngạc nhiên, việc này không phải do chủ nhân bút đại đạo, nhưng nếu không phải ông ta thì ai có thể chấn áp người này ở đây? Như thể đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Quân, bà lão lại hỏi có biết chân thần không? Chân thần. Diệp Quân kinh ngạc, là người đó. Bà lão nheo mắt, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh, người quen biết nàng ta. Diệp Quân lắc đầu, không quen biết, nhưng ta biết chân vũ trụ. Bà lão kia siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh lẽo tột cùng, đáy mắt lại sáng lên một tia mừng rỡ. Diệp Quân ngập ngừng hỏi, tiền bối, hình như tu vi của tiền bối không bị chân áp. Bà lão thản nhiên đáp, không. Diệp Quân nghi hoặc, thế còn chúng ta? Bà lão nói, các ngươi quá yếu. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Bà lão nhìn Diệp Quân và Nguyệt Già, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì thêm. Diệp Quân tức thì đề phòng, lại chợt liên tưởng đến điều gì, sắc mặt hắn thay đổi. Bà lão cũng đã nhận ra, bèn cười cười, đoán ra rồi. Sắc mặt Diệp Quân vô cùng khó coi, phòng ấn nơi này là do chân thần để lại, nhưng nó không có công năng áp chế tu vi của người ở trong đó, nếu ta đoán không sai, chính bà đang áp chế tu vi của bọn ta. Bà lão bật cười, nhưng nụ cười âm trầm cực điểm, thật thông minh. Diệp Quân nhìn bà lão, nói, vừa rồi bà hỏi ta nhiều như thế là muốn biết ta có phải người của chủ nhân bút đại đạo hay người của chân thần không, đúng chứ? Bà lão cười cười, ngươi không thể là người của chân thần, vì ngươi không phải là thần linh vũ trụ, điều thực sự khiến ta băn khoăn là, ta sợ ngươi là người mang thiên mệnh. Người mang thiên mệnh được khí vận thần đạo của mình che chở, nếu ta dám đoạt xá ngươi, dù thành công thì chủ nhân bút đại đạo cũng sẽ không bỏ qua cho ta. May thay, ngươi lại không phải là người mang thiên mệnh. Diệp Quân gật đầu, quả thực ta không phải là người mang thiên mệnh, nhưng ta là người của thiên mệnh. Bà lão nheo mắt, người của thiên mệnh. Diệp Quân lắc đầu, thôi, coi như hôm nay Diệp Quân ta đây thua rồi. Bà muốn đoạt xá thì cứ việc, mau lên chút. Hắn đã nói sẽ không dựa dẫm vào cô, đàn ông đích thực, nói lời phải giữ lời. Bà lão cười nói, không vội. Mấy nghìn vạn năm qua, ngươi là người sống đầu tiên ta gặp, cho nên tâm sự chút cũng không sao. Diệp Quân thản nhiên nói, nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, bà chắc chứ? Ha ha ha! Bà lão đột nhiên phá lên cười ha hả, chết vì nói nhiều. Ngươi nói kể cũng đúng, nhưng ngươi có biết ta là ai không? Diệp Quân lắc đầu. Bà lão nhìn Diệp Quân chòng chọc, từ thượng cổ đến nay, vũ trụ từng sản sinh vô số thần linh vũ trụ. Trong số đó có 9 thần linh vũ trụ mạnh nhất. Năm xưa, họ được gọi là cửu thần, chân thần đứng đầu, nhưng rồi nàng ta giết chết 6 vị, chỉ còn lại tam thần, mà ta đây, chính là một trong tam thần còn sống. Nói đoạn, bà ta chậm rãi đứng lên, một khí thế ngập trời từ bên trong người bà ta tràn ra. Bà ta nhắm mắt lại, ta từng cắn nuốt hơn vạn luân hồi của các nền văn minh vũ trụ, từng một mình kháng cự hơn 1000 lần lôi kiếp vũ trụ, ở thời đại của ta. Ta tung hoành khắp chốn, vô địch toàn bộ vũ trụ. Nói đến đó, bà ta nhìn về phía Diệp Quân, đời này, ta chỉ thua 2 lần, một là với chân thần, hai là thua chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân do dự giây lát rồi nhắc nhở, hiện giờ thời đại đã thay đổi, ta nghĩ, là người hay là thần cũng đều nên khiêm nhường một chút mới tốt. Bà lão kia cười lớn, người hoàn toàn không có hiểu biết gì về thực lực của ta. Nói đoạn. Bà ta lại nhìn Diệp Quân, ngươi nói, ngươi là người của thiên mệnh. Diệp Quân đường hoàng gật đầu. Bà lão hỏi, nếu hiện giờ ta giết ngươi thì liệu người đó có thể làm gì ta chăng? Diệp Quân do dự một chốc mới nói, bà không nên làm vậy đâu. Bà lão cười nhạo, thiên mệnh, thú vị đây, thế gian lại còn có người dám tự xưng là thiên mệnh, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, vô tri thì không biết sợ, thật buồn cười. Đúng lúc này. Trước mặt bà lão chợt xuất hiện một khuôn mặt mờ ảo. Đó chính là người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm bà lão kia,
đáy mắt không một chút cảm xúc, ngươi là thứ gì? Hả? Tức điên rồi. Diệp Quân. Cô váy trắng. Thấy rõ bóng dáng nọ, Diệp Quân vừa mừng vừa sợ, hắn thật không ngờ cô váy trắng lại xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, thực lòng thì hắn cũng không quá bất ngờ. Bởi vì ngay khi vị thần linh vũ trụ này khoác lác quá đà, khinh thường thiên mệnh, hắn cũng đã lờ mờ đoán được kết cục. Hạ thấp ai cũng không vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không thể hạ thấp cô váy trắng của hắn. Thấy gương mặt người phụ nữ váy trắng đột ngột xuất hiện trước người, vị thần linh vũ trụ kia biến sắc, bà ta không ngờ người phụ nữ này lại bất ngờ hiện ra ở đây. Bà lão vô thức tấn công chiếc bóng mờ ảo kia, nhưng ngay lúc này, từ trên cao bóng có một thanh kiếm lao xuống. Vèo! Thần linh vũ trụ còn chưa kịp định thần, thanh kiếm kia đã xuyên vào đỉnh đầu bà ta. Thần linh vũ trụ bị ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Bà ta trợn tròn hai mắt, kinh sợ tột cùng, đáy mắt tràn đầy hoảng loạn, giọng run rẩy, ngươi. Người phụ nữ váy trắng thản nhiên nhìn thần linh vũ trụ, ánh mắt sửng dưng như thể nhìn một con sâu cái kiến, bà ấy chỉ vào Diệp Quân, nó là người của ta, ngươi thấy có vấn đề gì không? Nghe vậy, Diệp Quân chợt cảm động vô cùng. Vị thần linh vũ trụ kia đã chết sững, đầu óc trống rỗng. Bà ta bị người ta hạ gục trong tích tắc. Đã đến lúc này rồi, bà ta vẫn không thể tin nổi, bà ta chính là một trong 9 vị thần viễn cổ, cả đời chỉ mới thua chân thần cùng chủ nhân bút đại đạo mà thôi, nhưng vừa rồi, bà ta thậm chí còn không đỡ nổi một kiếm. Quan trọng hơn cả là, người phụ nữ váy trắng trước mặt chỉ là một hư ảnh chứ không phải bản thể. Một hư ảnh đã có năng lực hạ gục bà ta trong giây lát. Vị thần linh vũ trụ này đã hoàn toàn ngây dại. Không chỉ mình bà ta mà cả Nguyệt già nằm dưới đất cũng phải trợn to mắt như không dám tin. Một hư ảnh đánh bại một vị thần linh vũ trụ trong nháy mắt. Thật là quá sức tưởng tượng. Nguyệt già nhìn người phụ nữ váy trắng, khiếp sợ trong lòng, đồng thời cũng hết sức nghi hoặc, người phụ nữ váy trắng này rốt cuộc là ai? Lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên quay đầu về phía Diệp Quân, Diệp Quân mỉm cười, cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, nói, lần sau mà gặp phải kẻ yếu như vậy thì đừng lại để ta ra tay nữa, hoặc là đừng có gây họa, hoặc là kiếm kẻ nào cao cường chút mà gây họa. Diệp Quân cười khổ. Người phụ nữ váy trắng đang định rời khỏi đó thì chợt dừng lại, như thể nghĩ tới điều gì, bà ấy xòe tay, thời không vỡ ra, một miếng dưa hấu xuất hiện trong lòng bàn tay, bà ấy đưa cho Diệp Quân, nếm thử đi. Diệp Quân do dự giây lát rồi nhận miếng dưa, cắn thử, rất ngọt, rất giòn. Người phụ nữ váy trắng hỏi, ngon chứ? Diệp Quân vội gật đầu, ngon ạ. Người phụ nữ váy trắng lại nói, ta trồng đấy. Diệp Quân sửng sốt. Trồng dưa. Người phụ nữ váy trắng không nói gì thêm, quay người định đi. Diệp Quân lại đột nhiên hỏi, cô, lần sau con có thể tới hệ ngân hà thăm cô với cha được không? Người phụ nữ váy trắng gật đầu, có thể. Nói xong, bà ấy lại định rời đi, nhưng sực nhớ tới một người còn chưa giải quyết, bà ấy quay đầu nhìn thần linh vũ trụ, ngươi thực sự quá yếu. Dứt lời, bà ấy liền biến mất. Sắc mặt vị thần linh vũ trụ kia đã như cho tàn, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn. Quá yếu. Đường đường là thần linh vũ trụ mà bị người ta nói là quá yếu. Quá yếu. Từ đáy lòng vị thần linh vũ trụ quá yếu kia chợt dâng lên một niềm bất đắc dĩ và tuyệt vọng, thực lực của người phụ nữ kia khiến bà ta tuyệt vọng hoàn toàn, thậm chí trong lòng chẳng thể dấy lên một tia phản kháng. Vị thần linh vũ trụ kia lặng lẽ thở dài, sắc mặt xám ngoét, sớm biết thế này, vừa rồi đừng mạnh miệng huênh hoang. Chán sống quá mà. Vị thần linh vũ trụ kia dừng suy nghĩ miên man, nhìn Diệp Quân, nói cậu nhóc, có thể cho ta một con đường sống không? Nếu ngươi đồng ý, ta có thể dâng tặng toàn bộ tài sản cá nhân cùng với tất cả mọi tài vật của đạo tông. Diệp Quân lắc đầu, vớ vẩn, giết bà thì những thứ đó cũng thuộc về ta mà. Từ bên trong vị thần linh vũ trụ kia, kiếm hành đạo đột ngột phóng lên cao, biến mất, cũng vào khoảnh khắc đó, vị thần linh vũ trụ đó triệt để biến mất, thần hồn cùng tiêu tan. Diệp Quân xòe tay, một chiếc nhẫn không gian từ từ bay đến trước mặt hắn. Bên trong nhẫn không gian có chừng hơn 5 tỷ linh nguyên, trang bị và công pháp không đếm được. 5 tỷ. Diệp Quân tức thì mừng rỡ không thôi, hiện giờ thứ hắn thiếu nhất chính là tiền,
bởi vì hiện nay vũ trụ quan huyên đang chế tạo thượng cổ thần khôi, vô cùng tốn kém, ngay cả có tiên bảo các cũng khiến tài chính chật vật. Đặc biệt là hiện tại, để đối kháng với chân vũ trụ và nền văn minh vĩnh sinh, vũ trụ quan huyên còn phải tăng cường bồi dưỡng nhân tài và cường giả. Có thể nói, dù đã có tiên bảo các hỗ trợ nhưng phương diện kinh tế vẫn khá khó khăn. Có chỗ linh nguyên này có thể tạm thời giải quyết tình hình tài chính eo hẹp của vũ trụ quan huyên. Diệp Quân cất nhẫn không gian đi, nhìn về phía Nguyệt Già, lúc này nàng ta đang tự chữa thương. Phòng ấn nơi này đã được giải trừ. Diệp Quân nói, Nguyệt Già cô nương, hẹn ngày sau gặp lại. Nói đoạn, hắn quay đầu định rời đi. Nguyệt Già chợt cất tiếng gọi, chờ chút đã. Diệp Quân ngoảnh lại nhìn, Nguyệt Già hỏi, người vừa rồi là cô ngươi. Diệp Quân gật đầu. Nguyệt Già trầm mặc một lát mới thử nói, Diệp công tử, người lấy hết mọi tài vật của đạo tông ta mang đi như thế. Diệp Quân lắc đầu, Nguyệt Già cô nương, cô không phải người của đạo tông. Ánh mắt Nguyệt Già thoáng lóe lên một tia kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Quân nhìn Nguyệt Già, ta cũng đang rất tò mò không biết Nguyệt Già cô nương rốt cuộc là ai. Nguyệt Già thản nhiên cười bảo, Diệp công tử không ngại thì đoán thử xem. Diệp Quân lắc đầu, quay người đi khỏi đó. Đoán làm gì? Hắn đâu có dư cơm mà đoán tới đoán lui. Thấy Diệp Quân quả đoán bỏ đi, Nguyệt Già vội vàng đứng lên, bước nhanh tới trước mặt hắn. Diệp công tử, ta không đòi hỏi linh nguyên của đạo tông. Ta chỉ muốn một thứ, ngươi xem liệu có được không? Diệp Quân lắc đầu. Nguyệt Già giận dữ lắm, nàng ta trừng mắt nhìn Diệp Quân, viền mắt đỏ lên, sao ngươi lại nhẫn tâm đến thế? Ta mang ngươi tới đây, không có công gì thì cũng coi như đã bỏ sức, ngươi lại nhẫn tâm đến thế, con người ngươi thật là xấu xa. Vừa nói, đáy mắt nàng ta vừa dâng lệ, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, ánh mắt lại thoáng một tia e lệ, xinh đẹp không sao tả xiết. Khiến lòng người không tự chủ được, dâng lên niềm tiếc thương. Ánh mắt Diệp Quân lại trở nên lạnh lẽo, Nguyệt Già cô nương, cô làm bộ làm tịch cho ai xem. Chạm phải ánh mắt buốt giá của Diệp Quân, Nguyệt Già sửng sốt. Diệp Quân lắc đầu, Nguyệt Già cô nương, suy nghĩ của ta xưa nay luôn rất đơn giản, kết thiện duyên cùng cô nương, hai bên có thể làm bạn, như vậy tất nhiên rất tốt, nếu không thể làm bạn thì không đối đầu nhau thôi cũng được. Nhưng cô nương đây từ đầu tới giờ luôn thích dùng thủ đoạn không hay với ta, bao gồm cả lúc này, lần này cô diễn trò như thế là khinh thường ta hay là khinh thường chính mình. Sắc mặt Nguyệt Già lại khôi phục như thường, nàng ta im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói tiếp, để ta đoán thử, cô nương làm như vậy, ngoài muốn lấy được một thần vật nào đó của đạo tông ra thì còn có mục đích khác, ví dụ như, muốn kết thân với ta, đương nhiên. Mục đích thật sự của cô chắc chắn không phải muốn làm bạn với ta mà là muốn làm quen với cô ta, đúng không? Con người của Nguyệt Già thoáng co rút lại, lòng khiếp sợ vô cùng. Quả thực nàng ta có ý định kết thân với Diệp Quân, tất nhiên, mục đích cuối cùng không phải là Diệp Quân mà là người phụ nữ váy trắng kia. Nàng ta cho rằng, đối phó với loại thiếu niên bồng bột thật thà này đâu phải chuyện gì khó. Dù sao... Nàng ta vẫn rất có niềm tin với dung nhan của mình. Chỉ có điều, Nguyệt Già không ngờ rằng thiếu niên trước mặt đây lại là một người tâm sáng như gương, nhìn qua là hiểu rõ mọi chuyện. Sơ suất quá, đánh giá thấp đối phương rồi. Diệp Quân nhìn Nguyệt Già, nói cô ta ở hệ ngân hà đó, nếu Nguyệt Già cô nương muốn làm quen với người thì có thể tới đó tìm người. Nói xong, hắn quay đầu rời khỏi nơi đó. Nguyệt Già lại gọi, Diệp công tử. Diệp Quân quay lại nhìn nàng ta, Nguyệt Già trầm giọng nói, chuyện vừa rồi là lỗi của ta, xin lỗi. Ta hy vọng chúng ta có thể làm quen lại từ đầu, ta là Chiêm Đài Nguyệt Già. Diệp Quân lắc đầu, ngắt lời nàng ta không muốn quen biết với cô nương. Nói đoạn, hắn cất bước rời khỏi đó. Chiêm Đài Nguyệt Già giận dữ mắng theo, cái đầu nhỏ mọn này. Xa xa, Diệp Quân đang định rời đi, lại dường như cảm thụ được điều gì. Hắn ngẩng phát đầu lên, giây lát sau, một sức mạnh hủy diệt đất trời từ nơi xa xa tràn tới. Thời không phía trên sụp đổ. Diệp Quân hốt hoảng trong lòng, luồng sức mạnh vừa rồi rất khủng khiếp, không hề thua kém sức mạnh của vị thần linh vũ trụ trong địa cung. Là Vĩnh Sinh Đại Đế. Mẹ kiếp. Diệp Quân thầm mắng một tiếng, tên này không đến sớm chút, đợi cô vừa đi liền tới, mẹ nó chứ. Với thực lực hiện nay của mình,
Diệp Quân biết hắn không thể là đối thủ của Vĩnh Sinh Đại Đế, nhưng lúc này, hắn không còn đường lui nào khác. Ngay khi hắn đang định ra tay, chợt có một bàn tay kéo hắn ra phía sau, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy cô gái kia, Diệp Quân tức thì sửng sốt. Chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân ngẩng đầu nhìn luồng sức mạnh khủng bố đang kéo đến, sắc mặt lạnh nhạt, đâm ra một kiếm. Ong! Kiếm ngân lên, một luồng kiếm quang xé không trung lao đi, xé toạc luồng sức mạnh kia, nhưng cũng vào lúc này, từ trên không trung có một bàn tay khổng lồ đè xuống. Con người chấp kiếm nhân co rút lại, nàng ta quay phát về sau, vỗ mạnh một cái lên vai Diệp Quân, một luồng kiếm khí hết sức ôn hòa đẩy Diệp Quân ra xa. Bản thân nàng ta hóa thành một luồng kiếm quang, lao lên cao, chém về phía bàn tay khổng lồ nọ. Ầm ầm, kiếm khí vỡ vụn, chấp kiếm nhân bị đẩy lùi mấy nghìn trượng. Đạo cung dưới lòng đất lúc này cũng đã bị nghiền nát thành bụi. Chấp kiếm nhân vừa dừng lại, khóe miệng đã trào máu tươi, sắc mặt nặng nề chưa từng thấy. Xa xa, có ba người đang đứng nhìn, người cầm đầu chính là Vĩnh Sinh Đại Đế, bên phải ông ta có một ông lão lưng còng. Bên trái là một nữ đạo sĩ. Diệp Quân xông tới bên cạnh chấp kiếm nhân, thấy vệt máu trên khóe miệng nàng ta cùng sắc mặt nhợt nhạt, vội vàng hỏi có sao không. Chấp kiếm nhân không đáp. Diệp Quân nhẹ giọng bảo, tỷ vẫn luôn đi theo ta. Chấp kiếm nhân lạnh lùng nói, không phải. Diệp Quân chỉ cười cười. Chấp kiếm nhân lập tức nhìn hắn chòng chọc, cả giận quát khẽ cười cái gì. Diệp Quân vội nói, không, không có gì. Chấp kiếm nhân liếc nhìn Chiêm Đài Nguyệt già đứng xa xa, lạnh nhạt nói, quấy rầy chuyện vui của ngươi rồi hả? Diệp Quân sửng sốt, nhận ra chấp kiếm nhân đã hiểu lầm, hắn vội giải thích, ta với vị Chiêm Đài cô nương kia không có bất cứ liên quan nào, thật đấy. Chấp kiếm nhân quay đi chỗ khác, ngươi nói với ta chuyện đó làm gì? Ta không muốn nghe. Nói là nói thế, nhưng giọng điệu đã mềm đi rất nhiều. Nhìn chấp kiếm nhân đứng trước mặt, Diệp Quân vừa vui mừng lại vừa cảm động, hắn biết, chắc chắn nàng ta vẫn luôn theo sát mình. Xúc động dâng trào, Diệp Quân không kìm được lòng, bèn kéo tay chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân vừa thẹn lại vừa giận, giật phát tay ra, quát lên, bao nhiêu người ở đây, ngươi lại làm gì vậy? Thật làm ta tức chết mất. Nhìn chấp kiếm nhân vừa giận dữ lại vừa thẹn thùng như thế, Diệp Quân ngây người, kìm lòng không nổi bèn nói, Từ Kính, tỷ thật xinh đẹp. A, à, chấp kiếm nhân lập tức đỏ bừng mặt, màu đỏ lan tới tận vành tai, nàng ta trừng mắt với Diệp Quân một cái, xấu hổ quát, ngươi muốn chết à? Sao lại nói vớ vẩn gì thế? Diệp Quân còn muốn nói thêm điều gì, chấp kiếm nhân sợ hắn lại tuôn ra những lời tình tứ khiến người ta chẳng còn mặt mũi nào, bèn hung dữ nói, chớ có nói linh tinh, không thì ta đâm chết ngươi đó. Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt vì ngại ngùng mà trở nên khác hẳn bình thường. Lòng chợt nổi lên một cơn sóng dịu dàng, muốn nói gì với nàng ta, nhưng lúc này, vị Vĩnh Sinh Đại Đế đang ở nơi xa kia chợt cất tiếng xen vào, này chấp kiếm nhân, chân vũ trụ các ngươi đang chơi trò gì thế hả? Chấp kiếm nhân đưa mắt nhìn ông ta, Vĩnh Sinh Đại Đế cười nhạt, chân vũ trụ các ngươi chẳng phải mới bắt tay liên hợp với nền văn minh Vĩnh Sinh bọn ta sao? Vì sao hiện giờ ngươi lại quay sang giúp đỡ vũ trụ quan huyên? Hành vi của ngươi cũng là đang thay mặt cho chân vũ trụ đấy à? Chấp kiếm nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó kiên định xòe tay, một lệnh bài xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Nàng ta nhìn lệnh bài một hồi rồi lật cổ tay, lệnh bài chậm chậm rơi xuống, từ nay, ta không còn là thống lĩnh quân cận vệ của chân vũ trụ, ta chỉ đại diện chính ta. Đại diện chính mình. Diệp Quân nghe chấp kiếm nhân nói thế thì sửng sốt cả người. Nàng ta không còn là thống lĩnh quân cận vệ của chân vũ trụ. Diệp Quân run giọng, Từ Kính. Chấp kiếm nhân đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngay, quay đầu đi chỗ khác, không liên quan gì tới ngươi cả, đừng nên nghĩ nhiều. Diệp Quân bất chợt vươn tay nắm chặt tay chấp kiếm nhân muốn giật ra nhưng tay hắn giống như gọng kìm, giữ chặt tay nàng ta không sao thoát được. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, lòng phức tạp vô cùng. Nhưng thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất chính là cảm động. Hắn biết tình cảm của chấp kiếm nhân dành cho chân vũ trụ sâu sắc nhường nào, nhưng vừa rồi, để có thể đường đường chính chính giúp mình, nàng ta lại chủ động buông bỏ thân phận thống lĩnh quân cận vệ. Thấy ánh mắt Diệp Quân chứa chan tình cảm, trong lòng chấp kiếm nhân chợt luống cuống chẳng biết làm sao,
nàng ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa mà vội quay đi, cố tỏ ra lạnh nhạt, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, mọi hành vi của ta đều không liên quan gì đến ngươi cả, ngươi đừng có nghĩ nhiều quá, hiểu không? Diệp Quân lắc đầu, định nói gì đó thì vị Vĩnh Sinh Đại Đế bên kia đã ngắt lời, nếu ngươi đã đại diện cho chính mình thì việc này dễ giải quyết rồi. Vừa dứt lời, ông ta đã tung một quyền cực mạnh về phía chấp kiếm nhân. Một quyền này, mang sức mạnh khủng khiếp ập về phía chấp kiếm nhân mãnh liệt như sóng thần, luồng sức mạnh này vừa xuất hiện, thời không bốn phía đã vỡ vụn và mai một trong khoảnh khắc. Chiêm Đài Nguyệt Già trông thấy thế, sắc mặt trở nên nặng nề, lùi lại phía sau mấy vạn trượng. Cảm thụ được sự khủng bố của luồng sức mạnh đó, đáy mắt chấp kiếm nhân lóe lên một tia sáng lạnh, nàng ta dấn tới một bước, vung kiếm chém ra, trong tích tắc, một vùng kiếm quang vạn trượng xé toang không trung, lao đi. Nhưng vùng kiếm quang này vừa tiếp xúc với luồng sức mạnh của Vĩnh Sinh Đại Đế thì đã ầm ầm nát vụn, hóa thành hư vô, dư ba của nó đẩy chấp kiếm nhân lùi xa mấy nghìn trượng. Khi dừng lại được, khóe miệng nàng ta đã lại trào máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thấy vậy, Chiêm Đài Nguyệt Già căng thẳng liếc nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế. Tộc Chiêm Đài sống ở huyền ngoa giới, cách biệt với vũ trụ bên ngoài nên không có nhiều hiểu biết về thế giới ngoài đó. Lúc này, Chiêm Đài Nguyệt Già đã phát hiện, cường giả bên ngoài quả thực quá đông. Vĩnh Sinh Đại Đế không tiếp tục tấn công, ông ta chỉ khẽ cười, thực ra ta cũng không có hứng thú gì với chân vũ trụ các ngươi. Tất nhiên là trừ vị chân thần tín ngưỡng của chân vũ trụ các ngươi, thật tình ta rất muốn gặp nàng ta một lần, xem thực lực của nàng ta có mạnh như lời đồn chăng. Chấp kiếm nhân lau vệt máu trên khóe miệng, lại hóa thành nghìn vạn kiếm quang, trong nháy mắt, vô số kiếm khí tràn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Đối mặt với nghìn vạn kiếm khí hùng hậu đó, Vĩnh Sinh Đại Đế chỉ khẽ cười, tay phải nắm thành quyền, đánh ra một đòn. Thoáng chốc. Nghìn vạn kiếm khí vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ lao về phía chân trời rồi tan biến. Chấp kiếm nhân một lần nữa bị đánh bay ngược trở lại. Vĩnh Sinh Đại Đế dùng một quyền đã đẩy lùi chấp kiếm nhân, nhưng ông ta không tiếp tục ra tay mà chỉ nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, từ khi chúng ta gặp mặt đến giờ, người vẫn luôn được người khác che chở, sao hả, người vô dụng đến mức chỉ có thể núp bóng phụ nữ sao? Diệp Quân không để tâm đến những lời khiêu khích của Vĩnh Sinh Đại Đế, hắn lao tới trước mặt chấp kiếm nhân, lấy ra một viên đan dược cho nàng ta nuốt, sau đó nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng nàng ta rồi mới quay đầu nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế, ông đã sống được bao nhiêu năm rồi. Vĩnh Sinh Đại Đế híp mắt, không đáp. Diệp Quân nhìn thẳng vào ông ta, ông đến từ thời đại văn minh Vĩnh Sinh, đến nay đã có hơn trăm triệu năm tu luyện. Dù là con heo thì cũng có thể trở thành đại đế. Mà ta đây mới bao nhiêu tuổi? Đến nay mới 18, ta không cảm thấy ta đánh không lại ông là một việc mất mặt. Vĩnh Sinh Đại Đế chằm chằm nhìn Diệp Quân, không nói. Diệp Quân tiếp tục, ngược lại, một kẻ đã sống hơn trăm triệu năm lại đi chào phúng một người mới sống 18 năm, ta thấy như thế mới mất mặt đó. Vĩnh Sinh Đại Đế cười cười, giỏi lý sự đấy, chỉ tiếc. Giỏi nói đến mấy cũng chẳng ích gì, nắm tay phải đủ cứng mới được. Giống như lúc này, người có nói hay đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì ngươi không đánh lại ta, ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi không có khả năng nói chết ta. Diệp Quân nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, cười khẽ, bây giờ ta mới hiểu nỗi khó xử của cha ta năm ấy, kẻ địch hùng mạnh hơn mình, nếu gọi người tới giúp thì bị gọi là vua dựa dẫm, không gọi người tới thì sẽ bị người ta chèn ép, khi ấy. Hẳn cha ta cũng rất khổ sở. Nói đoạn, hắn khẽ lắc đầu, quay sang phía chấp kiếm nhân. Chấp kiếm nhân nhìn hắn, ông ta đã khôi phục chí ít một nửa thực lực rồi, người đi đi, về vũ trụ quan huyên. Diệp Quân lại vươn tay lau vết máu trên môi chấp kiếm nhân, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, thực lực của ta còn quá non kém, luôn phải nhờ tỷ bảo vệ, ta không thể giúp tỷ, nhưng ta có thể chiến đấu cùng tỷ, chết, cùng tỷ. Cùng chết. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, đã hẹn cùng chết. Chấp kiếm nhân chợt nở một nụ cười tuyệt đẹp ấy khiến Hoa Nhường Nguyệt thẹn. Nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Quân, nói nhỏ, hai ta còn sống, không thể có được một kết cục tốt, nếu đã thế, chết có lẽ lại là một cái kết viên mãn cho hai ta. Diệp Quân cũng cười, được, ta cũng mệt mỏi quá rồi. Nói đoạn, hắn quay sang phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Cười lớn,
không dư thừa một lời, thân thể bắt đầu bùng bùng cháy lên. Ầm. Khoảnh khắc này, hơi thở của hắn tăng vọt, đạt tới cảnh giới tuế nguyệt tiên, hơi thở hùng hồn chấn động thời không xung quanh, vô cùng khủng bố. Nhưng sự biến hóa còn chưa dừng lại, Diệp Quân tiếp tục huy động đạo ấn nơi chân mày, đạo ấn bị thúc đẩy, một hơi thở đáng sợ từ cơ thể hắn bùng ra, thời không bốn phía đang cuộn trào bắt đầu nứt vỡ. Đại đế! Đạo ấn vừa đẩy hắn vượt qua hai cảnh giới lớn. Cũng vào lúc này, bên cạnh Diệp Quân, có một ngọn lửa vụt lên cao, ngay sau đó, một hơi thở hùng hồn khác tràn khắp đất trời. Diệp Quân quay đầu nhìn sang chấp kiếm nhân, thân thể nàng ta cũng đang hừng hực cháy. Cùng thiêu đốt thân thể. Nhìn chấp kiếm nhân kề bên mình, Diệp Quân mỉm cười, rồi sau đó đột ngột hóa thành một luồng kiếm quang, lao nhanh về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Gần như cùng lúc, chấp kiếm nhân cũng biến mất khỏi chỗ cũ. Hai luồng kiếm quang rạch không trung lao đi, chém về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Thấy hai người chém tới, Vĩnh Sinh Đại Đế chỉ lạnh lẽo cười nhạt, ánh mắt khinh thường, tuy ông ta mới chỉ khôi phục một nửa thực lực nhưng trong tình thế hiện nay, khắp vũ trụ này, trừ chủ nhân bút đại đạo, không một ai xứng là đối thủ của ông ta. Đại đế hay thần linh vũ trụ đối với ông ta chỉ như lũ sâu kiến mà thôi. Hai luồng kiếm quang chém tới, Vĩnh Sinh Đại Đế bình thản bước lên, đánh ra một quyền. Một quyền này vừa được tung ra, cả khu vực thần hư cũng phải sục sôi, sau đó dần mai một. Một quyền tận diệt một giới. Ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nháy mắt, hai luồng kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân cùng chấp kiếm nhân bị sức mạnh của quyền này đánh bay mấy vạn trượng, Diệp Quân chưa dừng lại được, nhờ chấp kiếm nhân kéo lại mới đứng vững. Vừa dừng lại, cả hai đồng thời hộc máu. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, ngươi sẽ nhớ ta chứ? Diệp Quân sửng sốt, giây lát sau, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an, hắn vội vàng kêu, Từ. Từ Kính nhoẻn cười, nàng ta tỉ sống kiếm vào giữa chân mày, sau đó giơ lên cao, mở. Ầm. Bất chợt, đất trời hé mở, một luồng sáng vàng rực từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Diệp Quân. Thấy luồng sáng nọ, Vĩnh Sinh Đại Đế lập tức nghiêm mặt căng thẳng. Diệp Quân lúc này đã lâm vào khủng hoảng, bởi vì hắn phát hiện, mình không thể phá vỡ luồng sáng này. Hắn nhìn chấp kiếm nhân ở ngay bên cạnh, run rẩy kêu Từ Kính. Từ Kính nhìn Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, ngươi chớ có kháng cự nữa, đây là chân thần bảo hộ mà đại tỷ từng để lại cho bọn ta, tuy là thứ từ mấy nghìn vạn năm trước lưu lại nhưng cũng không phải thứ ngươi phá vỡ được đâu, khoảnh khắc ta nhận ra mình rung động vì ngươi, ta đã biết, chết là kết cục tốt nhất của mình. Nói đến đây, một giọt nước mắt chợt chảy dài trên má nàng ta không thể phản bội đại tỷ, nhưng ta cũng không muốn đối đầu với ngươi, thật là mệt mỏi. Diệp Quân run run nói, đã hẹn cùng chết với nhau. Chấp kiếm nhân lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy dài, cố gắng sống tốt, ngươi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, thiên phú của ngươi tốt như thế, lại chịu khó nỗ lực, ngày sau, đám người như Vĩnh Sinh Đại Đế này tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi đâu. Nói đến đây, nàng ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng luồng sáng, nhị tỷ, ta chưa bao giờ cầu xin tỷ điều gì, hôm nay phá lệ cầu xin tỷ một chuyện. Đưa hắn đi đi. Dứt lời, nàng ta đột nhiên quay đầu, tiến về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Trong lúc bước đi, không chỉ thân thể nàng ta bốc cháy mà cả linh hồn cũng hừng hực cháy theo. Không. Trong kim quang, khóe mắt của Diệp Quân như sắp nổ tung, hai mắt đỏ như máu, kiếm khí đáng sợ liên tục chém ra từ cơ thể. Thế nhưng kim quang đó lại cứng như sắt, không hề hấn gì. Chân thần bảo hộ. Đây là những gì chân thần để lại vào mấy ngàn vạn năm trước, dù là Vĩnh Sinh Đại Đế ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể tác động vào được sức mạnh của kim quang này chứ đừng nói là hắn. Nhìn chấp kiếm nhân ở đằng xa đã bị thiêu đốt thành người lửa, Diệp Quân vô cùng sợ hãi, dường như nghĩ đến điều gì, hắn chém hai tay của mình, máu phun ra từ lòng bàn tay, từng dòng máu đáng sợ biến thành thanh kiếm chém về phía kim quang trước mặt, nhưng cho dù là huyết mạch phong ma của hắn cũng không thể lay chuyển kim quang. Huyết mạch phong ma cũng không thể phá giải. Thấy thế, Diệp Quân vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, hắn liên tục tấn công kim quang đó như kẻ điên. Nhưng ánh sáng đó vẫn cứng cỏi như sắt, không hề hấn gì. Ngay lúc Diệp Quân sắp lâm vào trạng thái điên cuồng, một tàn ảnh bỗng xuất hiện trong kim quang đó,
Diệp Quân quay phát lại nhưng hắn chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, nhìn khá quen mắt. Diệp Quân vừa muốn nói gì đó thì người đến bỗng xòe bàn tay ra, kim quang và hắn biến mất cùng một lúc. Thấy Diệp Quân đã được cứu ra, Chấp Kiếm Nhân ở đằng xa nở nụ cười động lòng người, nàng ta ngẩng đầu nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế ở đằng xa, trong mắt chẳng hề có chút lưu luyến, chân phải nhấc lên, cả người hóa thành kiếm quang rồi biến mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh, lúc này hắn đã ở trong một căn phòng bằng đá. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Quân vội bước xuống giường, điên cuồng lao ra khỏi căn phòng, lúc nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, hắn sửng sốt. Thôn Thạch. Nơi này là Thôn Thạch, hắn từng đi theo Tử Nhu đến đây tìm Bát Huyền. Sao mình lại ở Thôn Thạch? Tỉnh rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Diệp Quân xoay người lại nhìn, một người phụ nữ đứng cách đó không xa, người phụ nữ mặc bộ đồ màu vàng nhạt, chân mày đẹp như tranh, khuôn mặt xinh đẹp, hiếm có trên đời. Lúc này người phụ nữ đang lạnh lùng nhìn hắn. Từ Nhu. Diệp Quân lao đến trước mặt Từ Nhu, hắn gào lên, Từ Kính. Từ Nhu hất tay ra. Rầm. Diệp Quân bỗng chốc bị một nguồn sức mạnh đáng sợ hất văng đi, cuối cùng đập vào căn nhà đá ở đằng xa. Căn nhà đá sụp xuống, mảnh vụn bay tứ tung. Diệp Quân vừa muốn đứng dậy, nhưng lúc này, uy lực đáng sợ cuồn cuộn lướt qua người hắn rồi đè nặng trên người hắn, uy lực mạnh mẽ giống như một vạn ngọn núi đè lên khiến hắn không thể động đậy. Từ Nhu sải bước đến trước mặt Diệp Quân, nàng ta nhìn Diệp Quân, tức giận hả? Tức giận có tác dụng sao? Diệp Quân siết chặt hai tay, từng luồng kiếm ý trong người dâng lên. Thế nhưng hắn vẫn không thể phá được uy lực mà Từ Nhu phóng ra. Từ Nhu cúi đầu nhìn Diệp Quân, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, gọi người đi. Cha ngươi lợi hại như vậy, cô của ngươi mạnh như thế, đại bá của ngươi lợi hại lắm mà, ngươi gọi đi. A! Diệp Quân bỗng tức giận gào lên, kiếm ý vô tận trong người bỗng bộc phát, nhưng uy lực của Từ Nhu đó lại đè nặng lấy hắn, kiếm ý của hắn bị trấn áp hoàn toàn. Một lúc lâu sau, cuối cùng Diệp Quân cũng đã kiệt sức, hắn nằm sấp dưới đất, khẽ nói, Từ Kính thế nào rồi? Từ Nhu bình tĩnh nói, chết rồi. Diệp Quân ngẩng phát đầu lên, hai mắt đỏ như máu. Từ Nhu xoay người đi, hai hàng nước mắt rơi xuống, muội ấy chưa từng có ý nghĩ muốn sống. Diệp Quân siết chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn nhìn chằm chằm Từ Nhu, run giọng nói, tỷ là nhị tỷ của tỷ ấy. Từ Nhu bỗng xoay người lại tức giận nói, ta là nhị tỷ của muội ấy thì thế nào? Muội ấy chủ động tìm đến cái chết vì ngươi, ta có thể làm sao đây? Ta có thể làm thế nào? Diệp Quân nhìn Từ Nhu chằm chằm, nhìn nước mắt đảo quanh trong vành mắt nhưng không rơi xuống của Từ Nhu, cuối cùng hắn mới hoảng hốt. Ít hầu chuyển động, khàn giọng nói, Từ Kính, tỷ ấy. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, ánh mắt lạnh như băng, ngươi có biết ngươi yếu ớt thế nào không? Diệp Quân nhìn Từ Nhu lạnh lùng nhìn hắn, ngươi trước giờ không mong muốn đi theo con đường trở thành một vị vua dựa dẫm như cha mình nhưng bản thân ngươi lại không nhận ra rằng cô váy trắng của ngươi đã gieo một vị thần vào trong lòng ngươi. Ánh mắt Diệp Quân hơi hoang mang. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, trong trận chiến năm đó, ngươi đã đánh vào chân vũ trụ nhưng ngươi có từng nghĩ nếu không có ông nội ngươi ra tay, liệu ngươi có thể sống sót rời khỏi chân vũ trụ hay không? Trong trận chiến với tộc Bác Thiên, nếu không có cô của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được Bác Thiên Đạo không hả? Nếu không có cô ngươi ở dưới đạo cung khu vực thần hư, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát chết khỏi bàn tay của các thần linh vũ trụ à? Những truyền thừa cho ngươi, những người kết giao với ngươi thật sự thật lòng muốn kết bạn với ngươi ư? Từng chữ đâm thẳng vào tim. Diệp Quân nhắm mắt lại, nhưng tỷ có từng nghĩ đến kẻ thù của ta chưa? Nói rồi hắn nhìn Từ Nhu. Đôi mắt đỏ đến mức đáng sợ, tỷ muốn ta phải làm sao? Ta vừa khôi phục lại thân phận đã thừa kế vũ trụ quan huyên, nhưng đồng thời cũng tiếp nhận kẻ thù của vũ trụ quan huyên, chân vũ trụ tấn công vũ trụ quan huyên, ta có liều mạng cũng đánh không lại các người, tỷ dạy ta xem ta nên làm thế nào. Nói đến đây, hắn bỗng bật cười một cách đau thương, cha ta không muốn ta làm vua dựa dẫm, những tiền bối đó cũng không muốn ta làm vua dựa dẫm, các người đều không muốn ta làm vua dựa dẫm. Nhưng đối mặt chân vũ trụ, đối mặt với tộc Bác Thiên, đối mặt với nền văn minh vĩnh sinh. Ta có thể làm sao đây?
Ta liều mạng như thế còn chưa đủ sao? Hả? Từ Nhu nhìn Diệp Quân trước mặt, bàn tay phải để sau lưng vô thức siết chặt lại. Diệp Quân tự giễu cười nói, ta biết mấy người An tiền bối đến giúp ta là vì ta là cháu của ông nội, cô năm lần bảy lượt cứu ta là vì cha ta, thậm chí ngay cả Từ Nhu cô nương, tỷ đã đi theo ta ngay từ lúc đầu, tính kế với ta cũng là vì sau lưng ta có bốn vị kiếm tu rất mạnh, nếu không chắc hẳn ta cũng không có tư cách để làm cho tỷ phải tính kế với ta đúng không? Từ Nhu nhìn Diệp Quân, im lặng không nói. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, còn Bát Huyền nữa, tỷ và muội ấy trăm phương ngàn kế làm mọi chuyện cũng chẳng qua là vì ta là con trai của kiếm chủ nhân gian, đằng sau ta có chỗ chống lưng vô địch, nếu không, ta có gì đáng để các người tính kế chứ? Hắn vừa nói vừa cười tự giễu, ta hiểu hết tất cả, cho nên ta nóng lòng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta cũng hy vọng có thể không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trở thành một cường giả thật sự, nhưng hiện thực lại tàn khốc như thế đấy. Mọi người đều hiểu rất nhiều chuyện và đạo lý nhưng để làm được thì khó như lên trời. Các người muốn ta vượt qua những lão quái vật đã sống mấy ngàn vạn năm trong một khoảng thời gian ngắn, ta không làm được. Bàn tay phải sau lưng Từ Nhu siết chặt lại, nàng ta nhìn Diệp Quân trước mặt muốn nói lại thôi, trong lòng đắn đo nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Diệp Quân bỗng ngồi dậy, hắn nhìn Từ Nhu trước mặt, ta có thể gặp. Từ Nhu lắc đầu, thần hồn bị thiêu đốt. Thần hồn thiêu đốt, cơ thể Diệp Quân cứng đờ, nước mắt bỗng chốc lăn xuống. Một lúc lâu sau, hắn xoay người rời đi. Từ Nhu bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân dừng bước, xoay người lại nhìn Từ Nhu xòe lòng bàn tay ra, một thanh kiếm chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân từ bàn tay nàng ta. Thanh kiếm dài 3 thước 2, rộng bằng 2 ngón tay, không biết được làm từ chất liệu gì mà cả thân kiếm sáng như gương, toát ra tia lạnh lẽo. Từ Nhu nói, muội ấy biết ngươi không có thanh kiếm phù hợp nên đã làm thanh kiếm này cho ngươi, vốn dĩ muốn tự mình đưa cho ngươi. Nói đến đây, nàng ta khẽ lắc đầu không nói thêm nữa. Diệp Quân nhìn kiếm trước mặt, cả người như mất hồn, hắn xòe tay ra, kiếm bay vào trong tay, cầm thanh kiếm mà lòng hắn như bị xé toạc. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, nếu ngươi muốn đạt đến cảnh giới đại đế thì đi theo ta. Nói rồi nàng ta xoay người rời đi. Diệp Quân đứng đó một lúc lâu, cất thanh kiếm rồi đi theo Từ Nhu. Từ Nhu dẫn Diệp Quân vào sâu trong thôn thạch, trước một mảnh đất trống có một trận pháp dịch chuyển. Từ Nhu bước vào trận pháp dịch chuyển, nàng ta nhìn Diệp Quân cũng đi theo vào, trận pháp dịch chuyển khởi động, ngay sau đó hai người biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đến một hoang địa rộng vô biên vô tận, trời âm u, không gian còn có cảm giác bức bách nặng nề. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, có biết đây là đâu không? Diệp Quân lắc đầu. Từ Nhu khẽ nói, thần chiến trường, năm đó đại tỷ đã quyết chiến với chủ nhân bút đại đạo ở đây, lúc đó chủ nhân bút đại đạo đang ở thời kỳ đỉnh cao, một tay bút đại đạo đánh dẹp, bất khả chiến bại hàng ngàn vạn năm, hơn nữa nắm trong tay đạo nguyên đại đạo. Nói rồi nàng ta quay đầu sang nhìn Diệp Quân, sau trận chiến đó, chủ nhân bút đại đạo bại trận. Bị mọi người đuổi đi nhưng nơi này vẫn còn sót lại một ít đạo nguyên của đại đạo. Nếu ngươi có thể lấy được đạo nguyên của đại đạo thì có thể lấy đó để đắp nặn thần thể đại đạo, sau đó lấy thần thể đại đạo làm nền tảng để hấp thu một ít khí của chân thần mà đại tỷ để lại đây. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, làm sao để có được đạo nguyên đại đạo? Từ Nhu khẽ cười, ngươi không hỏi ta tại sao lại dẫn ngươi đến đây, giúp ngươi thăng cấp sao? Diệp Quân nhìn chân trời ở đằng xa. Khẽ nói, Từ Nhu cô nương đang chê trách thực lực của ta quá thấp, không thể hoàn thành kế hoạch của tỷ, nên muốn giúp ta cải thiện sức mạnh của mình, để ta nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng đi chống lại vũ trụ kiếp, đúng không? Từ Nhu nhìn Diệp Quân, một lúc sau nàng ta cười nói, đúng đấy. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta biết sở dĩ Từ Nhu cô nương cứu ta là vì ta còn giá trị lợi dụng, ta hiểu. Từ Nhu quay đầu đi nhìn đằng xa, đi thẳng về phía trước. Diệp Quân đi về phía đằng xa. Sau khi Diệp Quân đi một khoảng xa, một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Từ Nhu, người đến là Từ Thụ. Từ Thụ nhìn Diệp Quân ở đằng xa, khẽ nói, những lời tỷ nói với huynh ấy trước đó, huynh ấy sẽ hận tỷ. Từ Nhu khẽ lắc đầu, con đường hắn chọn là con đường vô địch nhưng con đường này đâu dễ dàng như thế. Thân phận của hắn sẽ là trở ngại lớn nhất của hắn ở thời điểm bây giờ. Nếu không tàn nhẫn với hắn,
không để hắn tự mình đứng lên thì cuối cùng hắn sẽ suy sụp. Giống như vừa rồi đấy, hắn muốn dựa vào bản thân mình nhưng lại bất lực. Nói đến đây, nàng ta nhìn bóng lưng Diệp Quân, khẽ nói, hắn rất giỏi, cũng rất cố gắng nhưng vẫn chưa đủ, phải ép buộc hắn, phải để hắn tự mình đứng vững. Người đứng phía sau hắn không nhẫn tâm, nên chỉ có thể. Tử Thụ nắm tay Tử Nhu, lắc đầu, huynh ấy sẽ hận tỷ. Tử Nhu mỉm cười, nàng ta nhìn bóng lưng Diệp Quân, có đôi khi ta rất ngưỡng mộ Tử Kính, muốn làm gì thì làm, không cần suy nghĩ nhiều. Tử Thụ thở dài, Tử Kính. Tử Thụ bỗng cười nói, chuẩn bị xong chưa? Tử Thụ gật đầu, đạo nguyên đại đạo mà đại tỷ để lại cho tỷ đột phá ranh giới vào đã bỏ vào trong con rối thần đại đạo, chỉ cần huynh ấy đánh bại con rối thần đại đạo đó thì có thể lấy được đạo nguyên đại đạo. Nói đến đây, cô ấy nhìn Tử Nhu, sao không đưa luôn cho huynh ấy? Tử Nhu khẽ nói, đồ mà bản thân tự cố gắng lấy được khác với đồ người khác chủ động đưa cho. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng ta quay đầu lại nhìn, tính toán thời gian. Có lẽ đám cường giả nền văn minh vĩnh sinh đó cũng đã sắp đến hệ ngân hà rồi. Trên hoàng địa rộng mênh mông, Diệp Quân chậm rãi sải bước đi về phía đằng xa, tay phải hắn siết chặt thanh kiếm Tử Kính làm cho hắn. Những lời Tử Nhu nói khiến hắn hiểu được, yếu kém chính là nguồn gốc tai họa. Cho dù có lý do gì thì yếu kém đã là cái tội. Mình rất cố gắng, cũng rất liều mạng nhưng có tác dụng gì? Người nào sẽ quan tâm chứ? Yếu chính là yếu. Diệp Quân nhắm mắt lại, hắn tự giễu bản thân, một đạo lý đơn giản như thế mà đến giờ bản thân mình mới hiểu ra. Mình đúng là một người thất bại. Trước giờ mình luôn hy vọng duy trì ý chí ban đầu, nhưng sau khi biết mình có một người cha vô địch, ông nội vô địch cùng cô bất khả chiến bại, lẽ nào mình chưa từng buông thả sao? Chắc chắn là có. Cho dù là trước đây, hắn cũng chưa từng xem trọng vĩnh sinh đại đế, tại sao? Vì phía sau mình có người, thế nên mình không lo ngại điều gì. Mà như Tử Nhu nói, nếu không có những người đó, Diệp Quân hắn chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Cũng chẳng có tư cách để người ta lợi dụng. Diệp Quân khẽ cười. Lúc này hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này cuối cùng hắn cũng đã nhận rõ bản thân mình. Dầm. Lúc này, trước mặt hắn không xa, một hình nộm từ trên trời giáng xuống. Hình nộm này cao mấy trượng, cả người đều được làm từ sắt đặc biệt, tay phải cầm một cái rìu khổng lồ, cả người toát ra khí tức cực mạnh. Diệp Quân mở mắt ra, hắn nhìn hình nộm trước mặt không nói gì, lao thẳng đến. Cùng lúc đó tay phải cầm cái rìu của hình nộm cũng lao đến trước. Vèo! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng, hắn vừa dừng lại, hình nộm đột nhiên cầm cây rìu lớn bổ xuống từ trên trời. Thời không hơi rung chuyển, nhưng không hề hấn gì. Diệp Quân lại cảm nhận được cảm giác áp bức khiến người ta nghẹt thở, hắn không dám sơ suất, chân phải giẫm mạnh xuống rồi biến thành kiếm quang lao lên trời. Ầm! Vừa phóng lên trời, Diệp Quân đã bị một sức mạnh đáng sợ đánh trúng rồi rơi xuống, ngay khi hắn rơi xuống đất. Dầm! Cả mặt đất rung lên dữ dội như có động đất, cực kỳ hãi hùng. Nhưng Diệp Quân lại lao đến lần nữa. Thực lực của Diệp Quân thua xa hình nộm này nhưng lúc này Diệp Quân lại càng đánh càng hăng cứ như không cần mạng sống nữa. Chẳng mấy chốc, cơ thể dũng mãnh của Diệp Quân xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu liên tục tuôn ra nhuộm đỏ cả bộ đồ của hắn. Nhưng Diệp Quân lại đánh càng hăng hơn. Hắn điên cuồng lao đến chỗ hình nộm đó hết lần này đến lần khác, giữa trời đất, âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Cứ thế không biết Diệp Quân và hình nộm kia đánh nhau bao lâu. Lúc này trên người hắn và hình nộm đều có rất nhiều vết thương, vô cùng thê thảm, nhất là Diệp Quân, cả người đều đã nứt toác giống như đập cả người vào thủy tinh, mặc dù không nổ tung hoàn toàn nhưng vết nứt có ở khắp nơi. Bùm! Ngay lúc này, một tiếng nổ bỗng vang lên, Diệp Quân và hình nộm đó văng ra xa cùng một lúc, cuối cùng một người một hình nộm rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển. Lần này hắn và hình nộm không đứng lên được ngay. Đều bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, Diệp Quân nằm ở dưới đất bỗng chậm rãi đứng lên, lúc này hắn đứng không vững lắm nhưng hắn vẫn đứng lên. Hắn cầm kiếm trong tay từng bước đi đến chỗ hình nộm đó, máu không ngừng tuôn ra từ cả cơ thể. Tử Nhu ở đằng xa nhìn Diệp Quân lảo đảo đi về phía con rối thần, hai tay siết chặt lại. Diệp Quân sải bước đi đến trước mặt con rối thần,
hắn cũng đâm một nhát kiếm vào yết hầu con rối thần đó. Ầm, con rối thần nổ tung, sau đó một luồng khí thể màu đỏ sẫm bay ra. Đạo nguyên đại đạo, hiện giờ sức mạnh quý giá nhất trên thế giới bắt nguồn từ đại đạo, cực kỳ quý giá. Diệp Quân xòe tay ra, đạo nguyên đại đạo đó rơi vào trong tay hắn, ngay khi rơi vào trong tay của hắn, cơ thể vốn dĩ đã sắp nứt toác của hắn lập tức khôi phục như ban đầu, hơn nữa đạo nguyên đại đạo đó đi thẳng vào trong cơ thể hắn. Rầm, cả người Diệp Quân run rẩy, cơ thể hắn bắt đầu thay đổi. Đạo nguyên đắp nặn cơ thể. Diệp Quân nằm xuống đất, nhắm hai mắt lại, để mặc cho đạo nguyên đại đạo định hình cơ thể của mình, cứ thế cơ thể hắn bắt đầu thay đổi từng chút dưới sự cải tạo của đạo nguyên đại đạo. Không biết qua bao lâu, trong người Diệp Quân bỗng xuất hiện khí tức đáng sợ, một đám mây đen hiện trên đỉnh đầu hắn, trong đám mây đen có vô số lôi kiếp lóe lên. Tuế Nguyệt Tiên. Giờ khắc này, chỉ cần chịu đựng được lôi kiếp trước mặt, hắn có thể đạt đến cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Lúc này một lôi kiếp bỗng giáng thẳng xuống từ trong đám mây đen đó. Diệp Quân nằm dưới đất bỗng mở mắt ra, kiếm trong tay hắn biến thành kiếm quang rồi phóng lên trời. Ầm, lôi kiếp đó biến thành hư vô, không chỉ thế mà đám mây đen đó bị tiêu diệt ngay tức khắc. Mặc dù kinh tế của hắn thấp nhưng sức chiến đấu của hắn lại hơn hẳn mệnh vận đại đế, lôi kiếp bình thường không có tác dụng với hắn. Lúc này, Từ Nhu chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Quân. Nàng ta nhìn Diệp Quân trước mặt, cơ thể Diệp Quân đã xuất hiện một luồng khí màu tím nhàn nhạt, không chỉ thế, khí tức của hắn còn đang tăng lên rất nhanh. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, kiềm chế cảnh giới sao? Diệp Quân lắc đầu, kiềm chế cảnh giới. Hắn không muốn kiềm chế cảnh giới nữa. Từ Nhu bỗng cười nhạo, sao thế, muốn nhanh chóng đạt đến đại đế, sau đó đi tìm vĩnh sinh đại đế để trả thù à? Diệp Quân mở mắt nhìn Từ Nhu. Ánh mắt Từ Nhu lạnh như băng, đứng lên. Diệp Quân đứng lên, hai người trố mắt nhìn nhau. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, ra tay đi. Diệp Quân lặng thinh, nhưng Từ Nhu bỗng lật cổ tay đánh một chưởng vào Diệp Quân. Diệp Quân không do dự rút kiếm chém một nhát. 100 nhát kiếm thuật trảm thiên bạt kiếm chồng lên nhau. Ầm, kiếm quang bỗng bị phá vỡ, Diệp Quân bị chấn động văng ra xa mấy vạn trượng, vừa dừng lại. Khóe miệng hắn xuất hiện dòng máu. Lúc này Từ Nhu lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, nàng ta nhìn Diệp Quân, có phải ngươi nghĩ ngươi đạt đến cảnh giới đại đế thì bất khả chiến bại không? Diệp Quân siết chặt hai tay, không nói gì. Từ Nhu cười mỉa, cho dù ngươi đạt đến cảnh giới đại đế cũng không phải là đối thủ của vĩnh sinh đại đế, dù là mấy thuộc hạ của ông ta, ngươi cũng không đánh lại chứ đừng nói là ông ta. Diệp Quân hơi cúi đầu xuống, một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, ta biết rồi. Vẻ mặt Từ Nhu hơi phức tạp, tay phải nàng ta vỗ lên vai Diệp Quân. Rầm. Khí tức của Diệp Quân bị chấn áp, cảnh giới duy trì ở cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Từ Nhu nhìn cơ thể Diệp Quân, lúc này cơ thể hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, cơ thể đại đạo thật sự. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, thử thuật bạt kiếm của ngươi xem, dùng hết sức. Diệp Quân gật đầu, rút kiếm chém một nhát. Mà người hắn chém là Từ Nhu. 111 nhát chồng lên nhau. Thấy Diệp Quân chém một nhát vào mình, Từ Nhu hơi bất ngờ, phản ứng của nàng ta rất nhanh, tránh được nhát kiếm này. Diệp Quân chém chúng không chung, thời không trời đất rung chuyển nhưng không làm sao cả. Từ Nhu nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân cũng im lặng. Một lúc sau, Từ Nhu bỗng cười nói, muốn giết ta à? Diệp Quân bình tĩnh nói, tỷ bảo ta chém mà. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, ta có bảo ngươi chém ta sao? Diệp Quân nói, ta hiểu lầm rồi, xin lỗi. Từ Nhu bỗng đánh một quyền. Bụp! Diệp Quân vẫn chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng ra xa mấy ngàn trượng, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Vì cơ thể hắn rất mạnh nên hắn vẫn chịu được một quyền của Từ Nhu, nhưng vẫn bị nội thương. Diệp Quân đứng lên, lau vết máu ở khóe môi. Từ Nhu ở đằng xa nhìn hắn bình tĩnh nói, xin lỗi nhé, ta đánh nhầm người. Diệp Quân lặng thinh. Từ Nhu nói, đi theo ta. Nói rồi nàng ta xoay người đi. Diệp Quân lau máu ở khóe môi, sau đó đi theo nàng ta. Từ Nhu dẫn Diệp Quân đi về phía đằng xa, trên đường đi hai người đều im lặng không lên tiếng. Từ Nhu bỗng nói, nếu ngươi không có cái đầu lạnh thì làm sao có thể đánh với vĩnh sinh đại đế.
sao có thể đánh với chân vũ trụ của ta? Diệp Quân bình tĩnh nói, đấu thế nào? Từ Nhu cô nương đã bắt đầu lên kế hoạch từ mấy ngàn năm trước, để tính kế, tỷ thậm chí không tiếc công sức sử dụng mỹ nhân kế, ta đấu với các người thế nào được? Từ Nhu nhìn Diệp Quân, ai bảo ngươi xúc động mà lỗ mãng làm gì? Ngươi không như thế, lẽ nào ta còn có thể ép buộc ngươi à? Ta không bỏ thuốc ngươi đúng không? Là ngươi tự mình không kiềm chế được mà nhỉ? Diệp Quân nhìn Từ Nhu, tỷ có khả năng tính kế như thế, sao không đi tính kế cha và cô của ta đi? Từ Nhu cười nói, ngươi dễ bắt nạt hơn, được chưa? Diệp Quân im lặng không nói. Mẹ nó chứ? Vãi trưởng! Nhìn sắc mặt xám xịt của Diệp Quân, Từ Nhu khẽ cười, ngươi là người yếu nhất trong gia tộc các ngươi, ta không tính kế ngươi thì tính kế ai đây? Diệp Quân do dự, sau đó nói, Từ Kính. Sắc mặt Từ Nhu trở nên lạnh lùng, chết rồi. Diệp Quân nhíu mày. Từ Nhu lại nói, Diệp công tử, dù Từ Kính chưa chết, ngươi nghĩ giữa ngươi và muội ấy có thể có kết quả tốt đẹp sao? Diệp Quân không nói gì. Từ Nhu chế nhạo, ngươi sẽ từ bỏ vũ trụ quan huyên vì muội ấy à? Chắc chắn là không, mà muội ấy cũng sẽ không phản bội đại tỷ vì ngươi. Hơn nữa muội ấy cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngươi, ngươi có biết tại sao muội ấy lại muốn chết không? Vì muội ấy rất đau khổ, ngươi đã bao giờ thấu hiểu nỗi đau của muội ấy chưa? Diệp Quân khẽ gật đầu, khẽ nói, ta chưa từng nghĩ nàng ấy sẽ thích ta. Từ Nhu hỏi, vậy ngươi thích muội ấy không? Diệp Quân không do dự gật đầu. Từ Nhu lại hỏi, vậy Bát Huyền thì sao? Diệp Quân cũng gật đầu. Đương nhiên người hắn thích là Bát Huyền chứ không phải là Từ Thụ đó. Từ Nhu đột nhiên dừng bước, nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Quân, cho dù Bát Huyền và Từ Kính ở đây, người nghĩ giữa các ngươi sẽ có kết quả tốt đẹp không? Người nghĩ người có thể giải quyết được mối thù giữa chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên sao? Người có từng suy xét đến chưa? Diệp Quân im lặng. Từ Nhu thở dài, ngươi chưa từng nghĩ đến, tất nhiên có đôi khi cũng không thể trách ngươi, là mấy người cha ngươi để ngươi gánh vác nhiều việc từ khi còn quá sớm, cho nên ngươi bị những trách nhiệm đó đẩy đi, những kẻ thù mà họ để lại năm đó cũng đều nhắm vào ngươi. Không chỉ vậy, họ còn rất kỳ vọng vào ngươi, tất cả mọi người đều kỳ vọng rất nhiều vào ngươi, đều hy vọng ngươi sẽ không dựa vào cái danh ba đời đó mà hãy giống như cha và cô của ngươi. Điều này khiến ngươi luôn cảm thấy sống rất mệt mỏi. Hơn nữa càng cố gắng càng cảm thấy mệt. Cả người Diệp Quân cứng đờ. Từ Nhu nói tiếp, ngươi thích Từ Kính nhưng vì thân phận của muội ấy nên ngươi cũng do dự, ngươi rất bối rối. Ngươi không phải do dự, thiếu quyết đoán, mà vì ngươi bị ngọn núi lớn của vũ trụ quan huyên đè ép đến mức không thở nổi. Kể từ khi bước ra từ Diệp tộc, nhịp điệu cuộc sống của ngươi luôn rất nhanh, nhanh đến mức ngươi không thể thở được. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Quân, người rất đáng thương hệt như một đứa trẻ mồ côi. Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, không nói gì. Từ Nhu nói, người không giận sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta không đánh lại tỷ. Từ Nhu cười nói, ta rất tò mò, nếu người đánh thắng ta thì ngươi sẽ làm gì? Diệp Quân lắc đầu, Từ Nhu cô nương, chế giễu ta khiến tỷ vui lắm sao? Từ Nhu nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, tỷ vừa hỏi ta có nghĩ tới chuyện của Từ Kính hay không, ta đương nhiên từng nghĩ tới, tỷ yên tâm đi, ta sẽ không phụ tỷ ấy. Từ Nhu cười khẩy, tốt nhất là vậy. Nói đến đây, nàng ta chợt dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi, người bẫy ta. Diệp Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ Kính vẫn chưa chết. Tỷ ấy chưa chết. Lúc này, tảng đá treo trong lòng Diệp Quân cuối cùng cũng rơi xuống. Thật ra, hắn cũng đã đoán ra rồi, vì hắn biết Từ Nhu và Từ Kính là tỷ muội, tỷ ấy không thể ngồi yên nhìn Từ Kính gặp nguy hiểm. Từ Nhu liếc nhìn Diệp Quân, người biết tình trạng bây giờ của muội ấy không? Diệp Quân nhìn Từ Nhu, tỷ ấy. Từ Nhu lắc đầu, muội ấy không muốn sống nữa. Đáy mắt Diệp Quân dâng lên một tầng sương mù, trong lòng cảm thấy đau đớn, đồng thời cũng thầm đưa ra quyết định. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, hỏi, người định làm gì? Diệp Quân nắm chặt tay lại, ta sẽ giải quyết. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, không nói gì nữa. Hai người đi về phía xa, một lát sau, Từ Nhu đột nhiên dừng lại, cách đó trăm trượng có một trận pháp bao phủ mấy ngàn trượng, bên trong có những lá bùa đỏ như máu. Từ Nhu nói, lên đi.
Diệp Quân đi về phía trận pháp không chút do dự. Từ Nhu nói, đợi đã. Diệp Quân quay lại nhìn Từ Nhu nhìn hắn, ngươi không sợ ta hại ngươi sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta vẫn còn giá trị lợi dụng, sao Từ Nhu cô nương có thể để ta chết được, đúng không? Từ Nhu nhìn Diệp Quân một lúc rồi mỉm cười, rất thông minh. Diệp Quân khẽ gật đầu, quay người đi về phía trận pháp, nhưng lúc này, Từ Nhu lại biến mất tại chỗ. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, vừa quay người, Từ Nhu đã điểm vào giữa lông mày hắn, một luồng sức mạnh đáng sợ áp chế hắn tại chỗ. Diệp Quân sững sờ. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, lát nữa phải hấp thụ sức mạnh chân thần, vì vậy trước đó cần hoạt động xương cốt. Nói xong, nàng ta đấm vào bụng Diệp Quân. Bụp! Gương mặt Diệp Quân trở nên méo mó, nhưng vẫn chưa kết thúc, Từ Nhu đã vừa đấm vừa đá hắn, mà hắn không kịp chống trả. Cứ như vậy, Từ Nhu đánh hắn nửa giờ mới dừng lại, sau đó nàng ta vỗ tay, nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, bây giờ được rồi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Từ Nhu, không nói gì. Từ Nhu cau mày, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, chết tiệt, chắc chắn người phụ nữ này cố ý. Từ Nhu phất tay, lực áp chế trên người Diệp Quân biến mất, nàng ta cười nói, đi đi. Diệp Quân nhìn Từ Nhu, sau đó quay người đi về phía trận pháp, vừa bước vào, Từ Nhu xòe tay ra, trên tay xuất hiện pháp ấn, nàng ta nhìn Diệp Quân, sức mạnh chân thần này vô cùng mạnh, lát nữa chắc chắn sẽ rất đau, người phải chịu đựng, hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Từ Nhu khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, kích hoạt pháp ấn, trận pháp dưới chân Diệp Quân chấn động, sau đó, trong trận pháp tỏa ra thể khí màu vàng. Từ Nhu chỉ vào Diệp Quân, dẫn. Thể khí vàng kia biến thành tia sáng vàng xuyên vào giữa lông mày Diệp Quân. Bùm! Diệp Quân trợn tròn mắt, gân xanh trên trán lộ ra, giống như run đất, cực kỳ đáng sợ. Đau đớn! Diệp Quân cảm giác như cả người bị dao cắt từng chút một. Ăn hồn gọt xương! Diệp Quân chưa từng trải qua cảm giác đau đớn này, hắn không chịu đựng được nữa liền gầm lớn, cả người kịch liệt run rẩy. Bên ngoài trận pháp, Từ Nhu nhìn Diệp Quân, cũng thấy hơi lo lắng, đây là sức mạnh chân thần do đại tỷ để lại, vô cùng mạnh mẽ, nhưng sức mạnh lại cực kỳ tinh khiết, còn trên cả đạo nguyên đại đạo, người phải gắng chịu và khuất phục nó, nếu không nó sẽ bộc phát, đến lúc đó sẽ thất bại. Diệp Quân quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm chặt, đầu không ngừng đập vào trận pháp trên mặt đất. Sức mạnh chân thần. Sức mạnh này không hề công kích hắn. Mà là cơ thể và linh hồn của hắn không chịu nổi sức mạnh này, vì vậy cả linh hồn và thể xác của hắn đều phải hứng chịu lực phản kích của luồng sức mạnh này. Diệp Quân cũng không ngờ sức mạnh này lại đáng sợ đến vậy, ngay cả cơ thể từng được đạo nguyên đại đạo cải tạo của hắn cũng không chịu nổi, hơn nữa càng lúc càng đau đớn hơn. Lúc này, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Thấy vậy, Từ Nhu bên cạnh cũng trở nên căng thẳng, nàng ta run rẩy nói, gắng chịu. A! Diệp Quân gầm lên, hắn nắm chặt tay, huyết mạch phong ma trong cơ thể lập tức cuộn trào. Sức mạnh huyết mạch, nhưng huyết mạch phong ma kia vừa xuất hiện, đã bị sức mạnh kia áp chế ngay lập tức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.